Chào các bác, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Hai số điện thoại em để ở dưới hai góc của màn hình. Các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là kia máy đo huyết áp này. Đó. Lên cho em là máy đo huyết áp, con này giá sẽ là 160.000 thôi. Đấy, con này thì nó sử dụng pin, về nhà các bác tự lắp pin con thỏ nhỏ vào nhá. Đấy, nó sẽ sử dụng là 4 viên pin con thỏ nhỏ này, 1 2 3 4 viên pin con thỏ nhỏ, về nhà các bác tự lắp vào cho em. Lên cho em là máy đo huyết áp, giá sẽ là 160.000 nhá. Bác nào chuyên bị huyết áp thì các bác nên sử dụng con máy này cho em. Rất là vừa tiền, chỉ có 160.000 thôi. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim, đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt nhá. Máy đo huyết áp 160.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Giá sẽ là 50.000. 50.000 cho 5 khay nhá. Đấy, 5 khay. Đấy. Hàng thì gọi tên là siêu mỏng thôi nhưng mà cũng không đến nỗi đâu. Đó, và nó sẽ có nắp nhựa như này. Có nắp nhựa này các bác nhá. Đấy, có nắp nhựa này để các bác có thể đậy vào vệ sinh, mình bỏ trong tủ hoặc là đựng thực phẩm rất là ok. Bộ 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đây nó sẽ là một con đèn năng lượng thôi nhưng mà nó sẽ giả cam. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích này. Giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con này. Đó, ở đây các bác này. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá, cam mô hình. Con này thì nó tạm thời nó hết hết ấy rồi. Nó hết pin rồi các bác nhá. Về nhà thì các bác cứ phơi ra ánh sáng có pin thôi. Nó cũng rất là sáng luôn, rất tiện ích. Cam mô hình giá sẽ là 100.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là một con đèn tròn như này. Đấy, con đèn tròn dòng năng lượng mặt trời, cũng có cáp sạc có điều khiển cho các bác luôn. Có cáp sạc có điều khiển đầy đủ nhá. Con này thì rất là sáng này. Đó, có các chế độ sáng mạnh, sáng vừa đây. Nhấp nháy cảnh báo luôn, rất là tiện. Đấy, rất là nhỏ gọn như này. Nhỏ gọn tiện dụng. Giá chỉ có 80.000 thôi, các bác có thể mang đi để sử dụng vào công trình thì, hoặc là khi mất điện thì ăn cơm ăn nước các bác có thể treo lên, nó rất là tiện luôn. Lên cho em là đèn tròn 80.000 nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị như này, rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm này, muối, mắm, mì chính, tiêu, điều này. Rồi các loại hạt đều ok hết. Hàng nhựa nguyên sinh an toàn tuyệt đối luôn. Lại có cả thìa như này, rất là tiện này. Đấy, bộ ba hũ gia vị đẹp như này. Giá chỉ có 60 cành thôi. Con này thì dùng siêu tiện luôn. Các bác chỉ cần là lấy tay lật nó lên như này là mình dùng được luôn. Không cần dùng hai tay nhé. Chỉ cần dùng một tay thôi. Một tay các bác lật và một tay các bác đẩy vào là xong. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 cái bộ ba hũ gia vị như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khay khay úp cốc nhá. Giá cũng có 60 cành thôi. Lên cho em là khay úp cốc này. Đấy, khay úp cốc bằng nhựa giả gỗ này. Khay úp cốc bằng nhựa giả gỗ siêu đẹp luôn. 60.000 một chiếc nhá. Đấy, nó bằng nhựa như này. Chiều dài của nó thì trên 40, chiều rộng thì trên 20. Rất tiện ích luôn. Đấy, lên cho em đó là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì nó sẽ là 10 cái khăn mặt của Hàn Quốc. 50.000, mua lẻ đây sẽ là 20.000 3 chiếc nhá. Đấy. Kích thước của nó đây cái này. Kích thước của nó sẽ là một chiều là 50 và một chiều là 30 nhá, 50 30. Chất liệu của nó là bông tự nhiên, thấm hút nước tốt, vệ sinh. Đấy, và giá thì rất hợp lý nhá. Lên cho em là khăn mặt Hàn Quốc nhá. Một chiếc 20.000 3 chiếc và một bịch này là 50.000 cho 10 chiếc luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái đèn nam châm nhá. Đấy, con này thì rất là sáng luôn, có nam châm hít. Các bác có thể dùng để học hành rồi nói chung là các công việc đều được. Rất là sáng. Dòng này là dòng 20 mắt LED luôn nhá. 20 mắt LED rất là sáng và có nam châm hít như này, có dây, có nam châm hít đầy đủ. Giá chỉ có 65.000 thôi. Có nam châm hít này. Các bác có thể ngoắt nghéo như này rất là tiện này. Có dây, có nam châm hít, nói chung là đầy đủ cho bác luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Suzuki của Nhật nhá. Đấy. Suzuki của Nhật như này. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 65.000 trong con đèn này thôi. Cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Cắm điện 220. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ báo thức nhá. Đồng hồ báo thức như này. Chất liệu của nó thì bằng nhựa. Đấy, giá là 70.000. Các bác cứ lắp pin vào là nó kêu thôi, lắp pin vào nó kêu và mình hẹn giờ thôi. Rất là tiện. Chuông cũng kêu khá là to luôn thì các bác có thể dùng để tặng cho trẻ em nhà mình đi học này, hoặc các bác dùng để làm đồng hồ báo thức rất là tiện này. Đấy. 70.000 nhá. Lên cho em là đồng hồ báo thức. Giá sẽ là 70.000.
giá thì siêu hợp lý cho các bác xem tham khảo và đặt mua. Đó, các bác xem kênh thì đừng tiếc em một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy xay khô 120 cành, công suất của nó là 250W, điện 220V và dòng của nó là 50Hz, 150.000 thôi cho con máy xay khô như này, xay cực kỳ là ngon luôn, 700ml các bác nhá, 700ml, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp, dày dặn chắc chắn, các bác chỉ cần là cho cà phê, cho tiêu, cho điều vào đây mình xay thôi, rất là tiện. Máy xay khô 120.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em nó là con massage 8bi nhá. Đấy, gối massage 8bi. Đấy, con này thì rất là tiện luôn, rất tiện luôn, đôi như dây, rất tiện luôn. Đó, nó sẽ có 8 viên bi như này và có nút điều khiển ở đây. Đấy, con này thì các bác có thể để trên ô tô này, cầm cả cái 16bi đây. Hết rồi. Cắm nguồn vào này, các bác cắm nguồn trực tiếp điện 220 này, sau đó thì kết nối cho em này. Đấy, kết nối cho em. Đó, đây. Rất tiện luôn, bật lên này. Đấy, nó sẽ có cả chế độ là massage hồng ngoại này, massage hồng ngoại và massage thường. Hồng ngoại thì giúp làm nóng này, đấy, đánh tan mỡ này. Đó, có các chế độ điều khiển ở đây, nó rất tiện ích luôn. Các bác chỉ cần nằm lên, đấy, nằm lên massage cổ vai gáy rất là tốt luôn. Đây, lên cho em là massage 8bi 170.000 nhá. Có cả cái tẩu này để các bác cắm ô tô được luôn nhá, cắm ô tô, tẩu cắm ô tô, còn nguồn cắm trực tiếp. Lên cho em là massage 8bi, giá sẽ là đi 170.000 thôi, 170.000 cho con gối massage 8bi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lót bồn cầu nhá. Lót bồn cầu, giá chỉ có 40 cành thôi, 40 cành cho một con lót bồn cầu như này, giá cực kỳ hợp lý rồi, 40k. Có miếng dán sẵn đằng sau luôn, các bác chỉ cần là bóc ra dán vào là xong. Dùng cho em hết mùa là các bác vứt đi, thay cho em cái mới cho nó vệ sinh sạch đẹp các bác nhá. Đó, vệ sinh sạch đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái găng tay. Cái này là cái gì nhỉ? Găng tay xe máy nhá, 50.000. Đấy, bên trên thì nó sẽ là vải chống nước này, bên dưới thì nó sẽ là cao su non chống trơn trượt này. Đấy, và có đai nhá, 50.000 cho một đôi như này thôi. Lên cho em là găng tay xe máy 50.000, có đai để các bác siết vào cái cổ này cho nó khỏi gió này. Đó, rất là ngon luôn, đi mùa đông mà dùng con này thì ok. Con này thì giá thanh lý cho các bác là 50.000 thôi, nếu mà bên ngoài các cái cửa hàng họ bán cho bác thì từ 80 đến 100.000 nhá. Hàng này nó sẽ là hàng Nhật cao cấp xịn sò cho các bác luôn. Đó, hàng này thì dùng rất là xịn này. Găng tay xe máy giá sẽ là 50k một đôi nhá, 50k cho một đôi găng tay xe máy như này. Giá sẽ là 50.000 các bác này, 50k cho một đôi găng tay xe máy này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này nó sẽ là cái phủ bạt phủ xe nhá. Đây nó sẽ là một cái bạt như này, các bác dở ra mình phủ xe cho em, một chiều của nó là gần 2m. Và một chiều của nó là trên 1m. Đấy, nó sẽ là hình cái thuyền ấy. Các bác dở ra mình phủ lên cái xe máy, xe đạp cho nha. Đó, rất là tiện. Nhà các bác nào có xe mà không hay đi này, hoặc là hay đi nhưng mà lại để ngoài trời thì dùng con này rất là tiện luôn. Bạt phủ xe, giá thì bỏ trong cái này đi, giá thì chỉ có 50.000 thôi, 50.000 cho cái bạt phủ xe này. Bỏ cái này, mày bỏ cái này vào luôn. Giá chỉ có 50.000 các bác nhá, bạt phủ xe 50.000 các bác này. Tiếp theo là set thìa đũa, giá sẽ là 65.000. Cái này thì hàng siêu thanh lý rồi, 65.000 cho 6 thìa và 6 đôi đũa. Sao nó lại rẻ thế các bác nhỉ? Đó, một cái xìa cực kỳ dày dẫn luôn, xìa rất là dày dẫn nhá, inox 304 chuẩn này, sáng bóng đẹp này, siêu dày luôn. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 6 cái thìa và 6 đôi đũa, mà giá chỉ có cho các bác là đi 65.000, tính ra vào là đi 12 món. 12 món và 65.000, tính ra mỗi món là đi 5.000. Mỗi món chỉ có 5k thôi các bác nhá, 5k thôi. Lên cho em là set thìa đũa 65.000 các bác nhá, 65.000. Tiếp theo là mùa đông đến nơi rồi. Đấy, không khí lạnh tăng cường nhá, quạt sưởi cho các bác này. Đấy, cắm trực tiếp cho em điện 220 này. Đấy, bật nguồn này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, tăng giảm nhiệt độ đây nhá. Đó đây, em điều chỉnh tăng này, tăng giảm nhiệt độ này. Đó, có hẹn giờ này, có hẹn giờ đến 12 tiếng này, tắt nguồn này. Hàng cảm biến hết nhá. Ngoài ra có cả điều khiển luôn. 145.000, siêu rẻ luôn, nóng hừng hực luôn các bác nhá. Bật phát nóng luôn. Đó, có nút nguồn để tắt bật này, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có 145.000 thôi. Cắm trực tiếp điện 220 nhá. Cắm trực tiếp điện 220 cho các bác luôn. Đó, cảm biến cực kỳ là nhạy. Đấy, có điều khiển này, rất là ngon luôn. 145.000 cho con quạt
145.000 cho con quạt nhé. Ngoài ra thì có cho các bác là áo sưởi luôn. Đấy, áo sưởi mùa đông 140.000, bao gồm một pin này. Đấy, một pin. Một pin một áo, áo sưởi nhá, áo sưởi mùa đông. Một pin một áo chỉ có 145.000 thôi. Áo này thì cỡ là từ 450.000 hả? 450.000 nhá, áo sưởi mùa đông nhá. Đó. Ở đây thì nó sẽ có nút nguồn này, bật nút nguồn này lên này. Đấy. Và lấy áo ra, bỏ vào túi này. Ở túi nó sẽ có con cáp nguồn như này nhá. Con cáp nguồn như này cắm trực tiếp vào kia cục pin này cho em. Đó, cắm trực tiếp vào cục pin này. Đây là cái cáp sạc của pin này. Dung lượng của pin sẽ là 20.000 mAh. Đó, Japan, hàng của Nhật này, Japan Export này, sản xuất ở Nhật này. Đó, cắm nguồn vào đây cho em. Đấy, cắm nguồn vào đây này. Cắm vào đây. Các bác cắm vào đây cho em. Đó, sau đó thì các bác bật nguồn lên này. Bật nguồn lên này. Giữ lì là nguồn nó sẽ lên cho em. Đó. Giữ lì là nguồn lên là các bác sử dụng thôi nhá. Đó. Hàng thì của thương hiệu Taki này. Đấy, Taki của Nhật nhá. Giữ lì cho em là từ 3 đến 5 giây để cho cái nút nguồn nó lên và nó báo pin nhá. Đấy. Nút nguồn nó lên nó sẽ báo pin đây. Đấy, đây các bác này. Đấy nó báo pin này. 4 viên pin này. Đó, báo pin đây các bác này. Đấy, pin sáng báo pin này. Sau đó thì các bác bắt đầu sử dụng thì mình bật cho em cái nút nguồn này lên này. Đấy. Giữ nút nguồn này lên này. Đó. Là mình sử dụng thôi. Đấy, nguồn lên này, giữ nguồn nó lên màu đỏ này. Đấy là áo bắt đầu làm nóng rồi. Đấy, áo bắt đầu làm nóng nhá. Đó, cái nút nguồn này để các bác có thể điều chỉnh các chế độ luôn này. Đó, các bác theo. Đây, xanh đỏ tím vàng trắng này. 450.000 mà sử dụng tiện ích như này thì các bác nên mua, khi sử dụng thì các bác bỏ luôn viên pin này vào túi này cho em. Đó, rất tiện luôn. Người già, đấy, những người cao tuổi hoặc là các bác hay đi lại di chuyển ở ngoài đường thì rất nên dùng cái con áo điều hòa này cho em. Cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, nên mã giúp cho em đó là áo sưởi nhá. Áo sưởi giá sẽ là 450.000. Bên em bao ship tới tận đầu giường cho các bác luôn. 450.000 thôi. Áo sưởi 450k. Bao ship đến tận nhà cho các bác. Dùng rất là tiện, mùa đông các bác có thể dùng năm nọ sang năm kia. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, các bác thấy không? Đây là các cái mẫu đèn LED của bên em này. Đèn lồng thì nay bên mẫu về hai shop, hai mẫu này, một mẫu 50 và một mẫu 80 nhá. Mẫu 50 thì giá là 250, giá siêu hạt rẻ luôn, 250.000 bao ship. Còn mẫu 80 thì giá sẽ là 290.000 nhá. Đối với mẫu đèn lồng này. Tiếp theo là LED pháo hoa này. LED pháo hoa thì sẽ là 140.000, đúng không? 140.000 cho mẫu LED pháo hoa này. Đó, mẫu LED ngọc này, LED ngọc đây. LED ngọc thì sẽ là đi có loại 10m là 80.000 và 20m là 120 nhá. Đó, bảo ghi lên cao. Em sẽ đi chi tiết từng mẫu một nhá. Mẫu này mẫu sẽ là mẫu đèn xoay này. Đó, mẫu đèn xoay này thì có sẵn đèn kèm với đuôi luôn và nó sẽ xoay liên tục như này. Các bác cứ cắm điện vào nó xoay nhá. Đó. Bật điện cho anh đi. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ lung linh luôn. Đây cơ mà. Đó, đây các bác này. Đó thì em sẽ bật điện lên và đi chi tiết cho các bác từng mẫu một, bật hết lên. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy không? Không gian cực kỳ là hoành tráng luôn nhá. Đó. Đây, đầu tiên nó sẽ là mẫu đèn lồng này. Mẫu đèn lồng thì đang review trực tiếp cho các bác này rồi. Đó. Mẫu này là mẫu chữ tiếng Việt nhá, mẫu chữ tiếng Việt phục vụ cho người Việt mình. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật và phục vụ cho người Việt mình, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Phúc lộc thọ này, vạn sự như ý này, chúc mừng năm mới này, tấn tài tấn lộc này. Đó. Các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì sẽ là con đèn lồng 80 này thì giá sẽ là 290 nhá. 80 này sẽ là 290.000 các bác nhá. 290.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác cứ lắp đặt bình thường, lỗi bên em sẽ đổi mới cho các bác yên tâm sử dụng này. Tiếp theo là mẫu nhỏ 50 này. Mẫu nhỏ 50 này thì giá chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho cái mẫu nhỏ 50 này các bác nhá. Đó, 250.000. Đây. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi, các bác có thể lên TikTok các bác gõ là cách lắp đèn lồng nhá. Cách lắp đèn lồng rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ hoành tráng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu tốt cho các bác rồi, giá siêu tốt cho các bác rồi. Mẫu đèn lồng siêu đẹp luôn các bác nhá. Mẫu đèn lồng này thì bên em về nó sẽ có hai mẫu như này nhá. Một mẫu 50 là 250 và mẫu 80 là 290 này. Đó, đó sẽ là mẫu đèn lồng của bên shop này. Tiếp theo thì mẫu bông lúa này, các bác lên cho em là bông lúa vàng nhá. Bông lúa vàng, một bó này của nó sẽ là có 10 bông.
Một bó này sẽ có 10 bông nhá. Đó, đây em đang cắm là hai bó này. Mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Đây, mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 thì cái mẫu bông lúa vàng như này. 130k. Một bó này nó sẽ có 10 cành nhỏ nhá, 10 cành nhỏ. Chiều cao của nó thì từ 6 đến 70 cm. Đây. Đấy, một cành nhỏ của nó như này các bác này, một cành nhỏ như này. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá, 10 cành nhỏ này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái led kim cương các bác này. Đây. Đây nó sẽ là cái led kim cương này, đây. Led kim cương như này. Đó, thì con này thì cắm trực tiếp điện luôn. Nó sẽ là dòng là từ 3 đến 50 mét nhá, từ 3 đến 50 mét như này. Có điều khiển này, đó, led kim cương. Lên cho em là led kim cương nhá. Đó, led kim cương. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là led kim cương 70.000 nhá. Đấy, led kim cương 70.000 cái led kim cương như này thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì led pháo hoa thì các bác đã trông thấy rồi. Led pháo hoa là 140.000 nhá. 140.000. Đó. Led pháo hoa 140.000 cái led pháo hoa như này. Rất đẹp luôn. Nhiều chế độ nháy, nhiều màu sắc nha, đa màu sắc, có điều khiển để các bác điều chỉnh này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là cái bóng xoay nhá. Bóng xoay. Con này thì sẽ là 60.000 cái bóng xoay như này. 60k thì cái bóng xoay như này nhá. Giá sẽ là 60.000. Có sẵn cả ấy luôn, có sẵn cả công tắc này. Đấy, công tắc tắt bật này. Các bác không dùng thì mình có thể tắt đi bật lên này. Đấy, có công tắc tắt bật này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là cả đuôi, cả công tắc tắt bật và cả đèn như này nhá. Cả đuôi, cả đèn, công tắc tắt bật, lên cho em đèn xoay 60.000 này. Tiếp theo là cái led ngọc này. Led ngọc này thì các bác có thể sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà đều được hết nhá. Trong trong nhà hoặc ngoài trời đều được hết nhá. Đấy, nó là sẽ sợi led ngọc như này. Các bác có thể ném xuống nước cũng ok. Đấy. Cái này thì nó không có chân, không có ổ cắm đâu. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện thoại nhà mình thôi. Đó. Và nó chỉ có chân USB này thôi nhá. Chân cắm USB này về cắm vào cái cục nguồn nhà mình. Đấy, và cái led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi, còn nó không có củ nhá. Đấy, không có củ. Cái led ngọc này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 10m là 80.000 và 20m là 120.000 nhá. Đây. Như cái quận này là 10m này, 10m thì 80.000 và các bác muốn lấy gấp đôi thì nó sẽ là 20m là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu nháy năng lượng. Các bác lên mã giúp cho em là nháy năng lượng nhá. Đây, nháy năng lượng như này các bác này. Đó, nháy năng lượng 120.000, nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, ở đây có cái nút nguồn đây, các bác bật nguồn lên cho em này. Đó, bật nguồn là nó sẽ lên. Đấy, đây đèn nó đã lên rồi các bác này. Đèn lên này. Sau đó thì Phương ơi. Dạ. Giờ cô giao anh tí, đèn lên như này. Và các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Đây nó sẽ có một nút nguồn và một cái nút điều chỉnh chế độ nháy này. Lưu ý các bác khi sử dụng con này ấy thì các bác phải nếu ban test ban ngày thì các bác phải che cái mặt pin đi cho em. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Đó, rất sáng và rất nhiều chế độ nháy luôn. Đó thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là đa màu sắc và một mẫu là nguyên màu vàng nhá. Đấy, mẫu này là đa màu sắc này. Còn mẫu này là nguyên màu vàng đây, em bật cho các bác xem. Đó. Cái này thì nó sẽ là nguyên màu vàng như này. Đó. Có cái công tắc đây, cái này là nguyên màu vàng nhá, nguyên màu vàng. Đó. Và cái này là đa màu sắc này. Cái này của nó thì phải dài tới mấy chục mét luôn, rất là dài bạn, rất là dài đẹp. Và cái này thì hàng chống nước ngoài trời, dùng nó rất là đã như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 120.000 thôi, bật điện lên. 120.000, lên cho em là nháy năng lượng nhá. Đấy, nháy năng lượng, bật lên đi. Nháy năng lượng 120.000, đó. Đây nó sẽ có tấm pin như này và có sẵn cái chân cắm là các bác cắm trực tiếp xuống dưới đất cho em. Hoặc là các bác có thể để chỗ nào, để chỗ nào có ánh sáng là xong. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là tự tắt nhá, ban ngày tự tắt. Và ban đêm thì nó sẽ tự bật thôi, rất là tiện các bạn. Đấy, ban ngày tự tắt và ban đêm nó sẽ tự bật cho các bác. Đó, lên cho em là nháy năng lượng 120.000 một quận như này. Một quận này chắc của nó phải được đến 20-30 mét ấy. Rất là dài và nhiều bóng luôn nhá. Rất dài nhiều bóng luôn. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với số bản huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop lên bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái cây sưởi nhá. Lên cho em là cây sưởi, giá sẽ là 550.000 và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Hàng thì hàng của thương hiệu Nissai của Nhật này. Đấy, Nissai của Nhật. Đây, chú ý không tì đè lên máy nhá. Đấy, có chế độ này, gió ấm này, nóng này, rồi các chế độ luôn các bác nhá. Các chế độ ở đây. Đấy, hiển thị tiếng Việt cho các bác dễ sử dụng luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng công nghệ của Nhật và sản xuất ở Việt Nam này. Đấy. Máy sưởi đa năng 220V, công suất là 2000W nhá.
chiều cao của nó là tới 65 cm. Đấy, 65 cm. Và có dây cắm như này, hàng Việt Nam chất lượng cao, công nghệ của Nissan của Nhật này. Các bác cắm trực tiếp nguồn 220 cho em. Sau đó thì bật lên thôi. Đấy, bật lên. Đây. Đấy, cắm trực tiếp sau đó thì mình bật nguồn lên. Nó rất là nhiều chế độ cho các bác lựa chọn nhá. Đấy. Đây. Con này thì hàng cực kỳ hiện đại luôn. Cây cao là 65 cm. Đấy. Nó sẽ tỏa nhiệt luôn các bác này. Đấy, tỏa nhiệt luôn và cực kỳ là an toàn nhá. Đấy. Có chế độ xoay như này. Có chế độ xoay như này. Đây các bác này. Đấy. Thì mùa đông giá rét đến nơi rồi, các bác dùng con này cho em siêu tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ là xoay tự động nhá. Đây. Có chế độ tắt bật này, xoay gió ấm này, gió nóng này, đấy, gió mát này. Các bác nhá. Đấy, các chế độ ở đây, các bác có thể là lấy gió mát này, gió ấm này, gió nóng này, đấy, tắt này. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Đấy thì các bác tùy sử dụng chế độ nào thì sử dụng nhá. Đấy, có gió ấm, có gió mát nhá. Có gió ấm, có gió mát. Gió mát là nó thổi gió bình thường nhá, gọi là gió bình thường. Đấy, gió ấm là bắt đầu là làm nóng rồi. Đó thì chiều cao và kích thước thì em đã đọc ở phần trên cũng như thông số nhá. Lên cho em là cây sưởi nhá. Cây sưởi giá sẽ là 550.000, bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái con này thì nó có thể xoay được luôn nhá, nó có thể xoay được luôn. Con máy sấy đũa này. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy đũa nhá. Máy sấy đũa. Con này thì giá sẽ là 80.000, nó sẽ có tia cực tím luôn để khử khuẩn luôn và có miếng dán, các bác chỉ cần dán vào tường là xong. Đây thì nó sẽ là đầu cắm USB. Về nhà các bác cắm cái cổng USB nhà mình cho em nhé, cắm cổng USB nhà mình cho em. Đấy. Có nút. Đây, ở đây nó sẽ có nguồn ở đây các bác này. Đấy, các bác bật nguồn đây lên. Đấy, các bác có thể là bật nguồn lên và bật chế độ ở đây. Đấy. Đây. Đây các bác này, đấy. Khi cái tia cực tím thì nó sẽ giúp cho các bác là kháng khuẩn này, diệt khuẩn rất là tốt luôn. Có miếng dán này, về nhà các bác dán vào tường. Lên cho em là máy sấy đũa. Máy sấy đũa giá sẽ là 80.000 cho con máy sấy đũa như này nhá. 80k cho cái máy sấy đũa như này. Đây các bác nhá. Về nhà các bác dán lên tường cho em, sau đó thì mình bật nguồn lên. Đó, dán lên tường. Bật lên. Đấy. Các bác có thể sấy đũa thìa rất là tiện ích luôn. Đó, có cả cái khay để các bác đổ nước đi. Rất là tiện nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên theo là máy sấy đũa nhá. Giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm mới. Đó là cái các bác lên theo đó là cái sáp đuổi muỗi nhá. Sáp đuổi muỗi. Hàng thì của Nhật và sản xuất ở Thái Lan nhá. Hàng cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đây. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy. Lên theo là sáp đuổi muỗi. Đấy. Sáp đuổi muỗi. Giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, sáp này thì vừa là sáp thơm và vừa là giúp tính năng đuổi muỗi luôn, an toàn cho bà mẹ và trẻ em này. Đó, một lọ này của nó thì nó sẽ là 180g nhá, siêu thơm luôn. Về nhà các bác xoáy cái nắp này ra cho em, sau đó bóc cái tem này ra. Đó, lên cho em là sáp đuổi muỗi nhá, sáp đuổi muỗi hoặc là sáp thơm. Giá sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm như này nhá. 60.000 cho một lọ sáp thơm như này. Hương thơm tự nhiên dễ chịu nhá, hương thơm tự nhiên dễ chịu này. Đấy, giúp các bác đuổi muỗi rất là tốt luôn. Đuổi muỗi rất là tốt các bác này. Hàng của Thái Lan thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Các bác lên cho em là sáp thơm đuổi muỗi, giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nụ trầm này. Lên cho em là nụ trầm. Một hộp này của nó sẽ là 45.000. 45.000 cho một hộp nụ trầm như này. Đấy. Trầm hương tự nhiên. Đấy. Trầm hương tự nhiên, thành phần là 95% là trầm hương nhá. Đó. Lên cho em là nụ trầm giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một hộp nụ trầm như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái này nó sẽ là nhang trầm nhá. Nhang trầm. Đấy thì cái này nó sẽ là, nó thiết kế theo cái kia thì là nụ, còn cái này nó sẽ là nhang nhá. Nhang thì cái này của nó sẽ là 100 vòng luôn. Cũng là 95% là trầm tự nhiên nhá. Đấy, và mỗi vành này của nó sẽ là 2 vòng. 2 vòng nhá. Hàng thì siêu thơm luôn. Đấy, nếu mà các bác đốt rất là tốt luôn. Đốt rất là tốt luôn. Đó. Cái nhang trầm này thì giá của nó sẽ là đi 45.000 nhá. 45.000 cho một cái hộp nhang trầm như này. Đấy, 45.000 cho một hộp nhang trầm như này. Lên cho em là nhang trầm, giá cũng là 45.000 nhá. 45.000 cho một hộp nhang trầm như này. Cái này là nhang nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái loa 2 mic 120.000 nhá. Đấy, cả loa cả 2 mic luôn. Các bác có thể dùng để mình là hát karaoke các kiểu con là điều luôn. Đây, nút nguồn ở đây các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Đó, con này thì nó sẽ có, lên cho em là loa 2 mic 120.000 nhá. Đấy, bật nguồn lên. Đấy, các bác bật nguồn ở đây lên là mình sử dụng được thôi, rất là tiện luôn. Đó. Ngoài ra thì
Các bác có thể dùng để mình Bluetooth hát karaoke. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 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 1, 2, 3, 4. Dạ vâng, kính thưa quý cô, quý bà, cô, dì, chú, bác, các bạn trẻ, nam nữ thanh niên, được lời mời của hai bên gia đình cũng như là lời mời của cô dâu chú rể trong ngày vui ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin phép được bắt đầu. À, thì các bác lên cho em là loa 2 mic nhé, giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con loa 2 mic này các bác nhé. Đó, về nhà các bác chỉ cần bật nguồn lên là sử dụng thôi. Ngoài ra các bác có thể kết nối Bluetooth để mình nghe nhạc hoặc là mình hát karaoke. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là loa 2 mic, giá sẽ là 120.000. Bật nguồn lên này. Đấy, bật nguồn lên. Sau đó thì các bác có thể kết nối Bluetooth cho em. Đây đây là em kết nối Bluetooth các bác nhá. Bluetooth nghe cũng rất là hay luôn. Đấy, kết nối vào cũng rất là hay luôn các bạn nhá. Con này thì nó nhỏ gọn trong lòng bàn tay này thôi. Alo, alo. Các bác có thể kết nối nhá. Ok. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mã thanh lý này. Đấy. Một số cái mã thanh lý nhá. Đây, con V24 này, con này đang bán là 35.000 thanh lý cho bác, còn 20.000 cho con V24 như này nhá. Đấy, 20.000 cho một bộ vít như này. 20.000 các bác nhá. 20.000. Sẽ bao gồm cho các bác là 246 này, 64 24 tay vít này, kèm thêm một đầu công như này, một đầu công như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào là xong. Đó, đây. Đây là cái đầu công của nó nhá. Đầu công của nó đây. Về nhà các bác lắp cái đầu công này vào cho em là mình sử dụng này. Đấy. Nó sẽ có tay xoáy như này. Rất là tiện ích luôn. Đó. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 24 mũi vít này. Có từ 500 hít nhá. Đó. Và tay vít như này. Giá sẽ là 20.000. Giá thanh lý cho bác. Lên cho em là V24 nhá. V24. Thanh lý sẽ là 20.000 này. Tiếp theo thì xịt chuột. Xịt chuột của Thái này, đấy xịt chuột của Thái. Giá đang bán là 45.000, thanh lý là 30.000 nhá, xịt chuột Thái này. Đó, thanh lý cho các bác là 30.000 cho một lọ xịt chuột Thái như này. Lọ xịt chuột của Thái Lan nhá, xịt chuột của Thái Lan. Đấy, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn, hàng made in Thái Lan nhá, made in Thái Lan. Thanh lý cho các bác với giá đó là 30.000 nhá, 30.000 cho một lọ xịt chuột Thái Lan như này. Đó. Tiếp theo thì cái mã sản phẩm đó là cái bút bi nhá, bút bi hàng của thương hiệu Thiên Long này. Đấy, bút bi hàng của Thiên Long. Phương ơi, cái bút bi này bán nào đấy? Các bạn lên cho em là bút bi Thiên Long nhá. Một hộp này của nó sẽ là đi bao nhiêu cái? Một hộp 20 cái. Giá sẽ là 30.000 nhá, 30k. 30k một hộp này. Đấy, một hộp của nó là 30k một hộp, 20 cái nhá. Đấy, 20 cái luôn. Một hộp này là 20 cái, bên em bán cả hộp không bán lẻ nhá. Bán cả hộp không bán lẻ, bút bi của Thiên Long 30.000 hộp 20 chiếc luôn. Các bác mua về dùng dần cho nó tiện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Hồ lô tưới cây như này. Giá của nó sẽ là đi đây. Con hồ lô tưới cây hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ xịn sò luôn. Đó. Van viết các bác dùng rất là ngon lành luôn này. Đấy. Tăng áp rất là tốt luôn, tưới cây. Các bác có thể là vừa tưới cây vừa xịt rửa hoặc là vừa phun thuốc sâu đều ok hết nhá. Có cả lẫy như này nè. Đấy. Đây, cái này là đầu bơm của nó này. Đầu bơm của nó rất là nhẹ luôn, đầu bơm của nó rất là nhẹ luôn. Đó, xịt thì rất là ngon, các bác thấy không? Đấy, xịt của nó ra rất là ngon luôn nhá. Đấy, ra rất là ngon. Các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây rất là ngon. Có đầu vòi đồng để điều chỉnh nhá. Đấy. Hồ lô tưới cây dung tích của nó là 2 lít nhá. Dung lít của nó là 2 lít. Lên cho em là hồ lô nhá, hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây, giá của nó sẽ là 100, hồ lô tưới cây 110k nhá. 110.000 cái hồ lô tưới cây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn sông tinh dầu nhá. Đèn sông tinh dầu loại này thì nó sẽ là một cái loại VIP này. Đấy, có kèm một cái ca đong nước luôn. Đó, loại này thì nó là hàng VIP rồi các bạn, hàng VIP rồi. Đây, có nguồn nghiếc các thứ đàng hoàng. Về nhà các bác chỉ cần là
cắm nguồn vào dưới đáy này cho em là sử dụng thôi. Đấy, có chân nguồn ở đáy luôn, các bác cắm nguồn vào cho em là mình sử dụng này. Đấy, cắm nguồn là mình dùng thôi, rất là tiện ích luôn. Con này thì nó là hàng VIP rồi, giá của nó sẽ là 250.000 nhá. Đây, đấy, cái chân cắm của nó ở dưới đáy này, các bác cắm vào cho em này. Đấy, cắm vào cho em, các bác cắm cẩn thận một chút nhá. Đấy, cắm vào cho em là đây, sau đó thì mình bật công tắc là nó sẽ lên này. Đấy, cái này lưu ý các bác test dùng thì mình phải cho nước vào nhá, cho nước vào thì nó mới lên. Đấy, còn nếu không cho nước là nó sẽ tắt luôn đó, tại vì là nó là cảm biến mà. Đấy, phải có nước thì nó mới đẩy lên được và rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể cho tinh dầu vào đây, cho tinh dầu vào đây mình dùng. Đấy, tinh dầu xả, tinh dầu chanh và các loại tinh dầu thơm nhá. Đấy, lên theo là đèn sông tinh dầu, giá sẽ là 250.000. đây các bác nha, các bác rót nước xong là các bác cho tinh dầu vào đó. Đây, rất là tiện ích luôn đó, tinh dầu đưa lên nó rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, có đèn đổi màu như đèn ngủ luôn, rất là đẹp nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đồng hồ VIP nhá, lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP. Con này thì giá sẽ là 150.000 nữa, con đồng hồ VIP như này. Đấy, đồng hồ VIP như này nhá, rất đẹp luôn các bác này. Đấy, lên cho em là đồng hồ VIP siêu đẹp luôn đó, đồng hồ VIP siêu đẹp luôn, có lẫy ở đây các bác này. Đấy, mình chỉ cần nhấn cái lẫy này vào là đồng hồ chạy này, rất đẹp các bác nhá, một con đồng hồ rất đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ VIP này, đeo lên tay thì cực kỳ đẹp luôn đó, các bác thấy không, rất đẹp luôn. Lên cho em là đồng hồ VIP, giá sẽ là 150.000 nhá, 150k cho một cái mã đồng hồ VIP như này. Đấy, 150.000, 150k nhá, 150k cho cái mã đồng hồ VIP này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái mã thanh lý đồng hồ điện tử này, đồng hồ điện tử như này đó, thanh lý cho bác với giá nó là 60.000 nhá. Đó, lên cho em là đồng hồ điện tử này, thanh lý cho bác giá chỉ có 60k thôi. Đây, 60.000 cho cái đồng hồ điện tử như này. Đấy, có đầy đủ các chế độ luôn, đèn bật sáng này, hẹn giờ hẹn giấc đầy đủ luôn nhá. Đấy, rất là nhiều chế độ cho các bác này. Đó, các bác có thể mua về để làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Casio nhá. Đấy, Casio, giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 60.000 một chiếc này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử thanh lý 60.000 nhá. Đồng hồ điện tử thanh lý giá 60.000 cho các bác luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bẫy chuột thông minh nhá. Bẫy chuột thông minh như này, cũng giá thanh lý cho bác chỉ còn là 10k một chiếc thôi. 10.000 cho một con bẫy chuột thông minh như này. Đó, 10k cho một con bẫy chuột thông minh như này nhá. Cái này thì các bác chỉ cần chạm nhẹ này, sập bẫy này. Đó, bẫy chuột thông minh 10k một chiếc này. Đó, 10k một chiếc. Tiếp theo thì nó kia là gương xe đạp này, cũng 10.000, 30.000 thanh lý cho bác 10.000 một chiếc luôn, gương xe đạp 10.000 một chiếc này. Đó, 10.000 một chiếc, giá thanh lý nốt này. Tiếp theo thì cái bộ kìm bấm cúc này. Kìm bấm cúc. Đấy, cái này em chỉ còn mỗi kìm thôi. Đấy, còn mỗi kìm thôi. Giá thanh lý cho bác với giá đó là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc kìm bấm cúc, 10.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái này, nó là cái cái này nó sẽ là cái bộ để các bác cái này là cái bộ để các bác trà khi mà mình tắm này. Cái này là đeo vào tay này. Đấy, đeo vào tay này. Đấy, đây. Và cái này để các bác trà lưng nhá. Cái này các bác trà lưng, và đeo vào tay để mình kỳ như này. Thì cái bộ này cũng thanh lý cho bác giá 10.000 luôn. Đấy, bộ trà lưng thanh lý cho bác giá 10.000 nhá. 10.000 cho cái bộ trà lưng như này, giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái con dao gấp này. Đấy, dao gấp như này, đang bán là 25.000, cũng thanh lý cho bác với giá là 10.000 luôn. Dao gấp này, đấy, dao gấp cán nhựa thanh lý cho bác với giá là 10.000 này. Đó, 10.000 các bác nhá. Đó, thanh lý cho bác 10.000 này. Đấy, rồi cái chổi bông trà, cái này là cái bông lau của cái chổi tam giác nhá, cũng thanh lý cho bác giá 10.000 luôn. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đây, cái trận bóng USB như này, bóng USB nhá. Lô này về thì nó sẽ là màu trắng nhá, màu trắng. Cái bóng USB này đang bán như nào đây? Cái này em đang bán là 5.000 một bóng, mua 5 tặng 1 nhá. Hôm nay thì bán thanh lý cho các bác cái giá tốt hơn một chút nhá. Đấy. Cũng vẫn 5.000 nhưng mà nếu mà mua 5 thì sẽ được tặng 2 nhá. 5.000 một bóng, mua 5 thì là sẽ được tặng 2. Đấy. 5.000 một bóng và mua 5 thì sẽ được tặng 2. Đó, 5.000 một bóng, mua 5 tặng 2. Rồi, ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái thắt lưng cá sấu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là cá sấu cung hộp. Đấy, chất da mềm mịn đẹp.
Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 60k thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn các bác. À, cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con thắt lưng dây cá sấu đẹp như này. Dài khoảng 1m1, 1m2 nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là lẫy trượt này. Lẫy trượt rất là ngon luôn. Đấy. Thân đúc liền thân này. Đấy, mạ vàng 24 carat rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, lẫy trượt này, rất đẹp luôn. Chất da mềm mịn nhá. Lên cho em là cá sấu không hộp. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với cái giá đó là 60k nhá. Đấy, 60k. Lên cho em là cá sấu không hộp này. Đấy. Thắt lưng này, cá sấu này. Thắt lưng cá sấu không có hộp nhá, không hộp. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Tiếp theo thì bên shop về một cái mã VIP hơn một chút, đó là cái cá sấu có hộp này. Con này thì ưu điểm của nó là có hộp đẹp, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này. Ngoài ra thì sẽ có thêm cho các bác là hai cái mặt như này nhá. Hai cái mặt như này. Đấy. Đợt này về thì nó sẽ là mặt đen và cá sấu màu bạc như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Bao gồm cho các bác là một cá sấu này và có lúc thì nó về mặt vàng, có lúc thì nó về mặt bạc nhá. Hàng về theo lô. Đó, một dây như này. Rất là đẹp luôn. Đó. Một một thắt lưng này, một thắt lưng, một dây thắt lưng và hai đầu như này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có hộp nhá, có hộp. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 150 cành nhá. 150 cành. Lên mã giúp em đó là cá sấu hộp, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con cá sấu hộp như này. Lên cho em là cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái miếng dán thải độc chân. Một bịch này của nó thì sẽ là 50 miếng nhá. 50 miếng. Các bác dùng để mình dán giúp cho thải độc gan bàn chân. Đấy, giảm đau nhức đau gan bàn chân bàn tay nhá. Đấy, đây là gói thuốc của nó này, đây là cái miếng dán này, các bác chỉ cần là cho vào cho em là xong. Đấy, bóc cho em cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cho em cái miếng dán này ra. Đây, bóc cái này ra, đặt gói thuốc vào. Đấy, các bác bóc cái này ra cho em, bóc cái này ra này. Đây, nó có cái bằng bóc này, các bác bóc ra, đặt gói thuốc vào đây, sau đó thì các bác dán vào gan bàn chân cho em. Đó, dán vào gan bàn chân rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 4.000, chỉ bằng một bát phở thôi mà được 50 miếng luôn. Đấy, các bác cho dán vào gan bàn chân bàn tay hoặc là các cái vùng nào mà bị đau nhức nhá. Đấy. Lên cho em là miếng dán thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Con này thì nó có chức năng là tự vắt luôn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện ích. Giúp cho các bác là mình vệ sinh nhà cửa nó rất là dễ. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ có cho các bác là 3 đoạn như này con này. Ba đoạn như này và các bác chỉ cần là lắp ráp vào cho em là xong. Đây, đấy, đây xoáy vào đây nhá, xoáy vào đây này, đầu này xoáy vào đây này, đấy. Và đầu này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Khi các bác sử dụng thì các bác nâng lên cho em như này, đấy. Và mình rút ở đây nhá, rút ở đây, đấy, thì nó sẽ vắt kiệt ở đây luôn này, vắt kiệt ở đây luôn, đó, vắt kiệt ở đây này, đấy. Và các bác có thể lau xoáy 360 độ được luôn nhá, đấy. Đưa vào hết các ngóc ngách được luôn, chiều dài khoảng 1m2, 1m3 rất tiện. Lên cho em là chổi tự vắt. Giá sẽ là 100k cho con chổi tự vắt này thôi. Đấy. Bác nào mua thêm cái miếng mút này thì bên em bán là 25.000 một miếng nhá. 25.000 cho một miếng như này. Còn chổi này thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho bên em chổi tự vắt như này. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. 100.000 100.000 là 30 cái một hộp như này. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 nhá. Đấy. 10 cái là 40.000. 10 cái là 40.000, 20.000 4 cái và 100.000 là một hộp 30 cái bàn chải của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea này, đấy, Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. 100.000 một hộp này 30 chiếc luôn, 100.000 30 chiếc thoải mái sử dụng. Mua lẻ thì sẽ là 20.000 4 cái và mua 10 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 10 cái 40.000. Tiếp theo là cái bộ rổ vuông này, 90.000 cái bộ rổ vuông như này. Hàng này thì siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng của Việt Nhật nhá. Sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi như này nhá. 3 đôi, một rổ một chậu như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 3 đôi như này nhá, 3 đôi. To nhất là khoảng 35 và nhỏ nhất thì khoảng gần là 20. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái Phương ơi. Một cái cái này là cái gì nhỉ? Ca chiên dầu không nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm là một ca và một cái rổ lọc như này. Đấy. 100.000 thôi, 100.000. Hàng thì rất là dày dặn luôn. Cái này các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái nhá. Đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác cho các cái loại đồ chiên vào đây. Sau đó thì mình chiên xong mình chỉ cần nâng lên như này thôi. Rất là tiện luôn. Lên cho em là ca chiên dầu nhá, ca chiên dầu. Giá của nó sẽ là 100k.
100.000 cái bộ ca chiên dầu như này nhá. Đấy, 100.000 cái bộ ca chiên dầu này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 1 lít 2 này, 1 lít 2 luôn, rất to. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bàn chải đánh răng của cái kem đánh răng. Con này thì của Hàn Quốc này. Con này của Hàn Quốc, made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Đây, made in Korea. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% này. Tiếp theo là cái kem đánh răng của Nhật này. Con này thì chuyên chống viêm nướu và lợi chảy máu trên răng. Đấy, con này thì 120g nhá. Con này 120g 60.000. Còn con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đấy, còn con này nó sẽ là 180g, 170g. Đây 170g. Hàng made in Japan. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ô dù Nhật nhá. Có mấy màu như này, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con ô dù Nhật tự động như này. Đấy, đây các bạn này. Các bác chỉ cần là bật ra này nó sẽ ra này. Đấy, bật ra sẽ ra nhá. Ô của nó là nước đổ đầu vịt này, nan kép đẹp dày dẫn này. Đấy, và bóp này nó sẽ vào nhá. Khi các bác hạ xuống là phải ấn cái lẫy này cho em này. Ấn lẫy này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cho lên cho xuống thì các bác phải nhấn lẫy nhá. Mở ra này. Đấy, bóp vào này. Đấy. Còn các bác chỉ cần là sập vào này là xong. Đó. Sau đó thì các bác xoay theo chiều tay và cất đi thôi. Đó. Giá thì sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một con ô Nhật như này, gấp gọn khoảng 25 cm, rất gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng này. 130.000 cái đế nóng như này. Cắm điện trực tiếp 220, đun nấu các thứ thoải mái luôn. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220. Đấy, các bác có thể đặt các cái loại đồ sứ, đồ sành, rồi nói chung là tất cả các loại nồi đun được hết nhá. Đấy, đặt lên đây nó giữ nóng rất là tốt. 130.000 cái đế nóng như này. Điện 220. Bát pha mì này. 50.000 cái tô pha mì như này. Đấy. Lên cho em là tô pha mì nhá. Đấy. Tô pha mì như này. Đấy. Lên cho em là tô mì này. Lô này thì được tặng kèm thêm một cái xìa nhá. Có lô không nhá. Đó, đây. Rất đẹp luôn. Đấy. Bên ngoài bằng nhựa chống nóng này. Bên trong inox 304 nắp đậy cực kín luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok nhá. Đấy, đây. Nắp của nó kín lắm. Nắp kín mít luôn. Đấy, bên trong inox 304. Đấy, lên cho em là tô mì nhá. Tô mì. Giá sẽ là 50k một chiếc. 50.000 cho một cái tô mì như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là con tăng đơ này. Đầu tiên thì nó sẽ là con tăng đơ lược 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy. Một tăng đơ này, một lược, một bộ cữ này. Đấy, và đầy đủ các chi tiết đi kèm. Đây, các bạn này, dùng rất là ngon luôn. Và cũng có điều chỉnh ấy ở đây nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Cũng là hàng chống ăn da nhá. Chống ăn da này. Các bác cắt thoải mái luôn, không lo bị ăn da nhá. Tăng đơ lược. Đấy, có cả lược kèm theo luôn. Giá sẽ là 110.000 cho con tăng đơ lược này nhá. 110k. Đấy. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tăng đơ của Philips. 170.000 con tăng đơ của Philips. Con này thì hàng chất lượng hơn nhiều. Hàng này nó sẽ là hàng cũng là pin sạc luôn, nhưng mà nó hàng cao cấp hơn. Đấy, cũng có đế, có đốc sạc các thứ đàng hoàng. Đấy, cũng pin nha. Con này thì hàng chất lượng rồi. Hàng thương hiệu Philips thì các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy. Lẫy liếc của nó nói chung là ngon lắm. Hàng của Philips chắc chắn các bạn này. Đó, đây. Rất là ngon luôn nhá. Hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, Philips đây. Đấy. Những cái đốc sạc của nó cũng rất là chắc chắn nhá. Con này thì dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Đây. Chân sạc của nó đây. Đấy, đây. Đốc sạc của nó cực kỳ là chắc chắn nặng luôn. Đó. Chắc lắm. Đấy. Hàng thương hiệu Philips nhá. Giá thì sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ Philips nhá. 170k cho con tăng đơ của thương hiệu Philips như này. 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn nhá. Một thùng này của nó thì sẽ là 10k một gói, một thùng này là 10 gói là một thùng này là 20 gói 140, còn 10 gói là 80.000. 10 gói là 80.000 nhá. Đấy. Đây, 2 4 5 này. Một dây này là 10 gói là 80.000, còn mua cả thùng thì là 140. Giấy của nó thì siêu dai, siêu mềm luôn. Đấy. An toàn vệ sinh thực phẩm các bác nhá. Đó, giấy ăn dùng rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác có thể mua cả thùng hoặc là mua lẻ tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Một thùng này là 20 gói là 140 này. Một thùng này là 20 gói 140, còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 10 gói nhá. 80.000 một gói, còn mua lẻ nữa thì 10.000 một gói. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phạm vốn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em.
các số điện thoại của bên em thì bên em ghim ở dưới màn hình, thì các bác có thể xem trực tiếp trên màn hình và alo cho bên em các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về được ít cái bình thủy tinh rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Bình thủy tinh bên ngoài thì nó bọc nhựa các bác lên cho em là bình thủy tinh, bên ngoài thì nó sẽ là bọc nhựa đấy, và có nắp đậy cái thứ rất là ngon lành luôn, nắp đậy rất là ngon lành. Cái này thì có giòn các bác nhé, có cái giòn ở đây này đấy, nó có giòn riêng đàng hoàng để các bác chống nước này. Cái này của nó thì nó là dạng thủy tinh nên các bác dùng nó rất là sạch sẽ an toàn. Các bác có thể dùng để mình đựng ví dụ như là đựng các cái loại như là nước này đấy, rồi là con này thì cái bên ngoài của nó là bằng nhựa nhá, và bên trong của nó là một cái lớp thủy tinh như này, và nắp có gioăng đàng hoàng. Các bác dùng để mình đựng nước lọc này, đựng cà phê, rồi đựng các cái loại chất đều ok hết nhá. Đấy, dung tích của nó sẽ là 450ml nhá. Và con này thì các bác lên cho em là bình thủy tinh đấy, bình thủy tinh như này, bình thủy tinh, và bên shop bán giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là 20k thôi. Lên cho em là bình thủy tinh, giá sẽ là 20k nhá. Bình thủy tinh này, giá sẽ là 20k cho một con bình thủy tinh như này. Giá rất hạt rẻ hợp lý này. Con này thì các bác dùng để đựng đa di năng luôn nhá. Đấy, lên cho em là bình thủy tinh nhá. Đấy, bình thủy tinh này. Bình thủy tinh này. Bình thủy tinh giá của nó sẽ là 20k một chiếc nhá. 20k một chiếc. Đấy. Thì con này các bác có thể dùng để đựng đa di năng được luôn. Muối, mắm, mì chính, tiêu, điều, các loại nước uống đều ok hết nhá. Cái dòng thủy tinh như này thì mình dùng nó rất là an toàn và sạch sẽ. Các bác biết rồi, thủy tinh nó là một cái chất liệu cực kỳ là an toàn rồi. Dung tích là 450ml, các bác có thể dùng đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, rồi nói chung là các loại thực phẩm hoặc là đựng nước uống đều ok hết. Nó sẽ là một con bình thủy tinh đa di năng nhá. Đấy, muối, mắm, mì chính, tiêu, điều, rồi đựng nước uống, cà phê, cà pháo đều ok hết, chứ không phải nguyên đựng nước không. 450ml mặc định của nhà sản xuất nhá. Giá sẽ là lên theo là bình thủy tinh, giá sẽ là 20k một chiếc nhá. 20.000 một chiếc thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là chổi lăn bụi nhá. Con lăn bụi nhá, con lăn bụi. Đây nó sẽ là một cái con lăn rất là tiện ích luôn. Đó. Con này thì giá sẽ là 25.000. 25.000 một bộ sản phẩm như này sẽ kèm cho các bác là đây nó sẽ có cho các bác là đây là cái con lăn của nó này. Đấy, con lăn đây. Thì về nhà các bác bóc con ra cho em này, sau đó thì mình bóc cái phần cái băng dính này ra này. Đấy, ở đây sẽ có một cái lớp băng dính này. Đấy, có một cái lớp băng dính đây. Các bác bóc ra. Đấy, bóc ra sau đó thì các bác lắp vào con lăn kia, lắp vào con lăn nhá. Đấy, lắp vào con lăn. Đây. Đấy, con lăn đây. Bác đậy cho em cái nắp này vào này. Nó sẽ có cho các bác là 3 miếng nhá, 3 miếng. Đây nó sẽ có sẵn một miếng cùng với cái chổi này rồi. Và các bác có thêm là hai con nữa, hai con nữa, tổng là 3 con nhá. Tổng là 3 con. Mỗi con này thì nó sẽ có cho các bác là 60 miếng nhá, 60 miếng một con. Đây. Đây các bác trông nó rất sạch luôn này, em chỉ lăn này. Đấy. Đây. Đấy. Em lăn một tí là cái bụi nó sẽ dính vào đây rồi các bác này. Đấy. Thì các bác có thể lăn giường, lăn đệm, lăn thảm này, các bác thấy không? Đây. Đấy, chỉ lăn một tí là nó sẽ dính đầy vào như này rồi. Sau đó thì khi nó dính đầy xong thì các bác lại bóc vứt đi cho em này. Đấy. Thì mỗi con này nó sẽ có cho các bác là 60 miếng nhá, 60 miếng. Đấy, các bác thấy không? Đây. Cái lớp bụi nó sẽ dính vào đây này. Đấy, bụi nó dính vào đây các bác thấy không? Đấy, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là con lăn nhá. Đấy, con lăn bụi. Giá thì bên shop thanh lý cho các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 một bộ như này. Bao gồm cho các bác là đi sẽ bao gồm cho các bác là đi một bộ như này, một bộ 3 con lăn như này nhá. Đấy, 3 con lăn và một cái chổi như này. Đó, lên nha là con lăn bụi 25.000. Tiếp theo một cái món 25.000 nữa đó là bàn chải của Nhật nhá. 1 2 3 4 5 6 chiếc, 25.000 cho 6 chiếc bàn chải này. 25.000 cho 6 chiếc bàn chải. Dòng này của Nhật chuyên chống viêm nướu với loại đau lợi chảy máu trên răng, 25.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái các bác lên cho em là bàn chải giặt quần áo nhá. Đấy, bàn chải giặt quần áo này, 15.000 một chiếc bàn chải giặt quần áo như này. Rất là tiện, 40.000 3 chiếc, 15.000 một chiếc bàn chải giặt quần áo. Lên cho em là bàn chải giặt quần áo 15.000. Tiếp theo thì nó sẽ là con tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt
Hộp này của nó sẽ là 12 miếng, mỗi tháng các bác cho vào một lần cho em. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cho vào một lần cho em đây. Cho cái viên này vào, ném vào trong lồng giặt, sau đó các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên cho em. Viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 miếng, mỗi tháng dùng một lần cho em. Tiếp theo là cái tẩy xanh nhá, chuyên để tẩy xoong nồi. Đây. Đấy, nó sẽ là cái phần kem trắng như này. Các bác đưa vào để mình tẩy xoong nồi, vệ sinh xoong nồi rồi vành bánh xe ô tô đều ok hết nhá. 25.000 cho một hộp tẩy xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn này. Các bác lên mã giúp cho em, đó sẽ là một con đèn thần tài nhá, 60.000. Đấy, 60.000. Con này thì dùng rất là đơn giản thôi, nó dùng bằng sạc pin, thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đây. Đấy, đậy nắp lại này, bật lên này, bật cho em công tắc này lên này. Sau đó thì các bác thổi này, thổi hoặc gõ là nó không lên này. Thổi nó tắt này, thổi nó lên này, và có điều chỉnh chiết áp luôn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 60k. Lên cho em là đèn thần tài 60.000 luôn nhá. 60.000 cho con đèn thần tài như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đo huyết áp nhá. Con này sẽ là 160.000 cho con máy đo huyết áp như này. Con này chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đo huyết áp, đo nhịp tim. Đây các bác. Đó. Thì về nhà các bác có thể sử dụng con này cho em, nó rất là tiện ích nhá. Đó, đây. Đây, cái nguồn của nó này, các bác bật nguồn lên này, lắp pin vào này. Đấy, các bác lắp cho em là 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây nhá. 4 quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Con này chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn. Giá sẽ là 160.000. Bác nào chuyên hay bị huyết áp cao thấp thì các bác dùng con máy này cho em rất là tiện nhá. Chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim. Giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 con máy đo huyết áp như này. Đây chính là máy đo huyết áp 160.000. Tiếp theo thì em lên được các bác cái dây thít nhá. 25.000 một bịch, nó sẽ có cho các bác là kích thước của nó là 20, 25 và 30. 20, 25 và 30. Đấy, 25.000 một bịch, giá bằng nhau nhá. 25.000 cho một bịch như này, giá bằng nhau. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái đèn trợ sáng nhá. Đèn trợ sáng, con này sẽ là 40.000 một chiếc. Đèn trợ sáng các bác chuyên dùng để mình lắp vào cho xe máy hoặc xe đạp điện, 12, 24 đều được hết. Đèn trợ sáng 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc đèn trợ sáng như này. Dầu nóng Hàn Quốc này, con này cũng sẽ là 40.000 nha. 40.000 cho 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàng siêu nóng luôn, siêu nóng luôn, các bác dùng thì rất là tốt luôn. Hàng made in Korea nhá, dầu nóng Hàn Quốc 40.000. Tiếp theo thì sẽ là cái dầu gió Singapore nhá. Dầu gió Singapore. Đấy, 40.000 cho một hộp như này. Một dây của nó sẽ là 12 hộp. Một dây là 12 hộp thì giá của nó sẽ là đi 480.000 cho một dây 12 hộp nhá. Đấy, 450.000 cho một dây 12 hộp, còn mua lẻ thì sẽ là 40.000 một hộp này. Đấy, hàng thì hàng của Singapore này các bác này. Đấy, made in Singapore. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đó, dầu gió Singapore. Rất xịn sò và chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Made in Singapore các bác nhá. Đó, đây. Made in Singapore này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tai nghe của iPhone nhá. Tai nghe của iPhone. Con này thì sẽ là 150.000. 150.000 cho con tai nghe iPhone như này. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên tai, nguyên kiện như này nhá. Hàng của iPhone các bác nhá. Hàng nguyên siêu, nguyên tai, nguyên kiện này. Con lành cành đào cho các bác luôn. Hàng thương hiệu iPhone. Nguyên cái đóng hộp của nó là các bác đã thấy là chất lượng rồi. Hàng của iPhone. Và California các bác nhá. California. Hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở tại Nhật nhá. Đấy, hàng của iPhone và sản xuất ở Nhật thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Giá sẽ là 150.000. Các bác có thể kết nối với các cái hệ điều hành như là Android rồi là các kiểu con này đều được luôn. Đây. Made in Japan con này. Đó. Đây. Made in Japan nhá. Đấy. Bao gồm hai con tai nghe như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây. Đấy, có kèm cho các bác một cái dây sạc nhá, kèm một cái dây sạc luôn. Đó, hàng của thương hiệu iPhone California. Đó, 150.000 tai nghe iPhone. Kích điện lên 220 này, kích điện lên 220. Các bác có thể kẹp bình 12, bình 24 đều hết để sử dụng. Kẹp bình 12, 24 để mình sử dụng quạt điện này hoặc là các cái thiết bị khác đều ok nhá. Giá sẽ là 175.000 cho con kích điện như này. Đấy, nhang trầm này. Nhang trầm một hộp này của nó thì sẽ là 100 vòng. Một hộp này 100 vòng, giá chỉ có 40 cành thôi. Một hộp 100 vòng như này luôn, 100 vòng nhá. Đấy, 100 vòng. Nhang trầm tự nhiên siêu thơm luôn. 40.000 một hộp như này, 100 vòng. Tiếp theo là cái bông ngoái tai. Một bịch này của nó, một hộp này của nó sẽ là đi 200 chiếc nhá. Một hộp này là 200 chiếc bông ngoái tai như này. Hàng kháng khuẩn rất là tốt luôn. 200 chiếc, một hộp 200 chiếc.
giá sẽ là 20k nhá, 20k một hộp bông ngoái tai như này các bạn này, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chổi gạt kính nhá. Đấy, chổi gạt kính. Đấy, chổi lau kính. Giá sẽ là 20.000 một chiếc này. 20.000 một chiếc. Đấy, các bác lau kính, lau bàn, lau ghế, các bác chỉ cần xịt ra gạt đi này cho em là xong. 20.000 một chiếc nhá. Lên cho em là chổi lau kính, giá sẽ là 20.000 một chiếc, 20.000 một chiếc. Tiếp theo thì sẽ là dao. Đấy, dao thì sẽ là con dao con này các bác lên cho em là dao Wattbo nhá. Đấy. Lên cho em là con dao gọt. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá, gọt 2. Siêu bén cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là gọt 2 này. Đấy, gọt 2. Đấy, siêu bén luôn. Lên cho em là gọt 2, con này sẽ là 80.000, hàng của thương hiệu Wattbo nhá. Đấy, Wattbo. Lên cho em là gọt 2 con này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Tiếp theo thì con lên cho em là dao gọt Đức nhá, dao gọt Đức con này cũng siêu bén luôn. Đấy, siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy bóng như không luôn. Lên cho em là gọt Đức nhá. Đấy, con này thì đấy, lô này về thì nó sẽ là hàng của Nhật này. Đây, đấy, made in Japan này. Đấy, nhưng mà em vẫn gọi theo tên là gọt Đức nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000, gọt Đức 70.000. Tiếp theo thì sẽ là cái bộ lưỡi kem, 55.000 cái bộ lưỡi kem như này. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một bộ của nó sẽ bao gồm cho các bác là đi 30 lưỡi kép như này nhá, 30 lưỡi lưỡi kép như này, và một bàn cạo một hộp kem, 30 lưỡi kép, một bàn cạo một hộp kem, giá là 55.000 nhá, 55.000 cái bộ lưỡi kem như này, 55.000. Tiếp theo thì sẽ là cái tẩy viên giặt xả nhá, viên giặt xả. Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này, một một viên này của nó là 5 trong 1 luôn, giặt xả tẩy trắng các kiểu con là điều luôn. Giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Đấy, một túi này của nó thì được khoảng 30 viên nhá, 30 viên tức là được 30 lần giặt, và mỗi lần giặt thì được từ 3 5 cân quần áo nhá. Tiếp theo thì cái dụng cụ gắp nóng nhá, gắp nóng các bác chuyên dùng để mình gắp bát đĩa, kẹp xong kẹp nồi đều ok hết nhá. Một cái dụng cụ gắp nóng như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái kẹp đĩa và một cái kẹp bát. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là dụng, lên cho em là gắp bát đĩa 50.000 nhá. Tiếp theo thì một con bơm 2T cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, ngoài ra thì bên shop có cái kẹp nóng nhá. Đấy, cái kẹp nóng như này. Kẹp nóng như này thì con này sẽ là 30.000. Con này là 30.000 các bạn. Đấy, con này thì các bác dùng đa di năng luôn, để mình con kia là gắp nóng, còn cái này là để cái này các bác lên cho em là kẹp. Đấy, kẹp nóng như này, kẹp nóng như này. Đó. 30.000. Con này thì các bác dùng để mình chiên rán xào mình có thể lật này. Đấy, dùng đa di năng luôn. Con này thì giá của nó sẽ là đi 30.000 nhá. Lên cho em là gắp nóng, gắp nóng con này thì sẽ là 30.000. Còn kia con kia là gắp bát đĩa. Đấy. Con này sẽ là 30.000 nhá. Bơm 2T hàng của thương hiệu Santalay của Nhật này. Santalay, made in Japan, hàng của Nhật. Con này thì giá của nó sẽ là 230.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 230.000, bao ship tận nhà. Đấy, thân bơm cực kỳ là ngon luôn, hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đấy, made in Japan, Santalay made in Japan nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là một cái nồi lẩu của Asaka. Đấy, nồi lẩu của Asaka như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi nồi lẩu Asaka. Dung tích của nó khá lớn luôn. Đây. Đấy. Dung tích là 3,5 lít này, điện 220 này, công suất là 1300W. Ăn lẩu, chiên rán, xào nấu đều ok hết. Hàng này nó sẽ là cái hàng nó liền ấy luôn. Đấy. Nồi liền với lại nồi liền với bếp luôn, nồi liền bếp luôn. Đây. Đấy. Nguyên đai linh kiện như này và nồi thì liền với bếp nhé. Về nhà các bác có thể thoải mái chiên rán xào nấu đều được hết. Vung kính cường lực có một khay hấp như này. Đấy. Vung của nó là vung kính cường lực như này nhá. Đấy. Nồi của nó là nồi chống dính nhá. Nồi chống dính như này. Các bác dùng để chiên rán xào nấu đều được hết nhá. Rất là dày luôn. Nồi rất dày các bạn. 3 lít rưỡi. Vung kính cường lực tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 390.000 nhá. Đấy. 390.000. Bên em bao ship đến tận nhà. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái quạt tích điện nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một quạt như này, một tấm pin và một đốc sạc, giá là 380.000, bên em bao ship đến tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra thanh toán qua đây. Quạt siêu mát luôn. Nó sẽ có hai số nhá. Đấy, các bác gạt sang bên tay phải thì nó sẽ là số 2 và gạt sang tay trái thì sẽ là số 1 và ở giữa thì sẽ là phím tắt này. Và có kèm một cái đốc sạc như này nhá. Đốc sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong.
hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 380.000 bao ship tận nhà, siêu mát luôn, động cơ không chổi than các bác nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, hết pin thì lại sạc pin vào. Lên cho em là quạt tích điện 380.000 cho con quạt tích điện thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cảm biến nhá. Đấy, đuôi cảm biến. Cái này thì về nhà các bác phải đấu vào nguồn điện cho nha. Đấy, đuôi này là cảm biến chuyển động. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt cho các bác luôn. Đuôi cảm biến chuyển động con này sẽ là 55.000 cho cái đuôi cảm biến chuyển động như này. Giá sẽ là 55k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái đuôi nó tiện hơn một chút là con này các bác có thể xoáy trực tiếp luôn. Đấy, có cái biến đó đấy. Xoáy trực tiếp luôn. Xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ này sau đó xoáy bóng mới vào đây, xoáy quả bóng vào đây. Đó, thì giá con này sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho cái 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này. Lên theo là đuôi hai đầu giá sẽ là 60.000 nhá. Con này rất tiện luôn. Xoáy vào một quả, xoáy vào cái đuôi cũ sau đó xoáy quả bóng mới vào đây là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt nhá, viên giặt xả nhá. Con này thì nó sẽ là 5 trong 1 luôn. Đấy. Giặt xả rồi tẩy trắng rồi nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy. Cái này thì nó ép chín rồi các bác nhá. Đó, đây nó sẽ là cái dạng túi viên như này. Về nhà thì các bác cứ thế là mình lấy là mình cho vào máy giặt cho em. Nó sẽ có là 5 thành phần trong này luôn. Đó. Một túi này thì giặt được từ 3-5 cân quần áo nhá, một viên này từ 3-5 cân quần áo luôn. Đấy. 5 trong 1 nhá. Giá sẽ là 55.000 cho một bịch này. Từ 30 đến nó vào khoảng trên dưới 30 viên nhá, trên dưới 30 túi. Lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con vít đen trợ lực 60.000. Vít đen trợ lực 60.000 như này. Đấy. Một bộ này của nó sẽ là bao gồm 2 4 6 cây vít. 6 cây vít thì các bác sẽ có 12 đầu và nó sẽ là vít đen trợ lực xoáy nhanh nhá. Xoáy nhanh trợ lực cho các bác luôn. Có thể đào đầu này, xoáy nhanh trợ lực các kiểu con là điểu luôn. Giá thì sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực. Giá sẽ là 60k cho các em vít đen trợ lực như này. 60.000 các bác nhá. 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa đồng đức nhá, khóa đồng đức như này. Con này thì cơ bản của nó sẽ có cho các bác là 4 chìa, các bác sử dụng thoải mái luôn. Hàng made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Germany, khóa của Đức nhá. Chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu con là điều luôn. Đó, dòng này thì nó sẽ là dòng đặc biệt giúp cho các bác là chống trộm rất là tốt, chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu con là điều luôn. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con khóa đồng Đức như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo thì nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu vàng. Màu trắng và màu vàng như này. Giá thì sẽ là 95.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. 95.000 một chiếc, giá siêu hợp lý cho các bác luôn. 90.000 nhá, giá thanh lý cho các bác. Chỉ có 90.000 cho một con bật lửa này thôi. Có hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy này. Hàng của Mỹ USA này. Đấy, có dập logo của Liverpool này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bác nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là chạy bằng xăng nhá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào cho em. Đó. Đây, rất ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Giá sẽ là 90.000. 90k cho con bật lửa Zippo Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là bóng đèn cầm cái bóng 3 cánh. Bóng đèn 4 cánh mini này. Đấy, 4 cánh mini. Đây, siêu sáng luôn nhá. 4 cánh mini siêu sáng. Con này là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini siêu sáng. Công suất của nó là 28W nhá. 28W nhưng nó sáng như kiểu là 50W luôn. Sáng như kiểu 50W mini siêu sáng luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là con bóng đèn 5 cánh nhá, còn 3 cánh. Con 5 cánh giá sẽ là 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng rồi. Đây, siêu sáng ở đây các bạn này. Đấy, 5 cánh này. Sáng chói chang luôn, em đang quay đấy, rất sáng luôn các bạn nhá. Đấy, đây, 5 cánh này, 120.000 cho con 5 cánh như này nhá. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con 8 cánh này. Đấy, con này là 8 cánh luôn. 8 cánh công suất là 200W, 180.000. 180.000 nhá. 8 cánh như này. Con 8 cánh này thì siêu sáng rồi, 2 4 6 8 cánh và một cái lõi bên trong như này nhá. Lên cho em là bóng đèn 8 cánh. Con này thì giá của nó sẽ là con 8 cánh này thì giá của nó sẽ là đi lên cho em là bóng đèn 8 cánh 180.000 nhá. 180.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cây lọc nước, cái cục lọc nước nhá. Đấy, củ lọc nước như này. 50.000. Về nhà các bác lắp vào đầu các cái nguồn nước của máy giặt này rồi bình nóng lạnh này, nói chung là các bác cứ lọc qua các nguồn nước nhà mình, nó giúp lọc nước rất sạch luôn. Đó, 50.000 cho con lọc nước này. Đây, các bác có thể lắp qua bình nóng lạnh, máy giặt hoặc là các cái đầu nguồn lọc khác nhá. 50.000 cho con cục lọc nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái con sạc bình ắc quy. Nó sẽ là con sạc 12V thì là 190.000, còn con sạc 12 24 thì sẽ là 290.000.
Nếu nhà các bác nào có cả loại bình cả 12 cả 24 thì dùng con này cho em. Đấy, cả bình 12 cả bình 24 thì dùng con này nhá. Đấy, còn con này thì chuyên bình 12 thôi. Đó, chuyên bình 12 thì chỉ có 190.000 thôi. Con chuyên bình 12 này là 190.000 nhá. Chuyên bình 12 này là 190.000. Còn con cả 12 cả 24 này thì sẽ là 290.000 cho hai con bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt cành đỏ nhá, cục đỏ như này. Đấy. Con này thì hàng cao cấp của Nhật rồi, hàng cao cấp của Nhật như này nhá. Chuyên để cắt cành nhá, cắt cành tỉa cây. Đó, hàng made in Japan, có cả triện của Nhật luôn các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là thép liền nguyên khối và có ốp gỗ như này. Các bác có thể dùng để cho biếu tặng làm quà hoặc là dùng để mình sử dụng làm vườn cắt cây cắt cành rất là tiện ích luôn. Đó, sắc bén 150.000 kéo cắt cành. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất này. Tất hộp thì một hộp này là 5 đôi. Hộp này là 5 đôi 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật này, 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 cho một hộp như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác là cái tất vỉ nhá. Tất vỉ thì sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ này của nó là 10 đôi luôn. Vỉ này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 90.000 cho vỉ 10 đôi. Đó, cái này thì nó ngắn hơn một chút nhưng mà đổi lại nó là 10 đôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu chuyển cưa. Con này thì các bác lắp vào để mình sử dụng làm máy, đưa vào máy cắt, máy pin hoặc là máy điện đều được nhá. Để mình dùng cắt tôn này đây, lắp vào nó sẽ như này các bạn. Đấy, để dùng cắt tôn rất là ngon luôn. Cắt tôn rồi lên cho em là đầu cắt tôn 140.000 cái đầu cắt tôn như này nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Bộ dao này thì sẽ là 130.000 cho cái bộ dao đen như này. 130.000 cho bộ dao đen như này nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo một liếc này, một kéo một liếc này, và có tới cho các bác là ba con dao khá là đẹp luôn, ba con dao rất là đẹp đây, ba con dao như này, hàng siêu bén luôn, đây, dao cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá, đây các bác này, đấy. Dao rất dày dẫn chắc chắn luôn, đó, có cho các bác là ba dao nhá, ba dao như này, đấy, dao này thì chủ yếu để các bác dùng để thái thôi chứ không chặt được đâu, đấy, con này thì tầm khoảng 2-3 lạng thì chặt nhẹ được nhá, đấy, đây, 130.000 trong cái bộ dao đen như này, 130.000 các bác này. 130.000 5 món, 130.000 5 món các bác nhá. Rất hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho 5 món luôn. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là con dao chặt 1 cân này. Con này là 230.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật luôn, made in Japan. Dao chặt 1 cân, con này các bác chuyên dùng để chặt xương trâu, xương bò, nói chung là chặt đa di năng được luôn. Con dao chặt 1 cân này, giá của nó sẽ là 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ nhá. Con thái lỗ con này 130.000. 130.000 nhá. Cũng hàng của Nhật made in Japan này. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đây để em thử dọc dây bóng này. Rất bén luôn các bác nhá. Con này các bác dùng để thái nhà bếp rất là ok, 130.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái ví da cá sấu nhá. Đấy, ví da cá sấu. Hàng này thì nó sẽ là hàng ví da cá sấu cao cấp cho các bác luôn. Đó. 100% là da cá sấu xịn và cao cấp các bác nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là ví cá sấu nhá. Đây. Ví cá sấu cao cấp có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Cái này của nó thì còn nguyên những cái vây của cá sấu này các bạn này. Đấy. Còn nguyên những cái móng vuốt của nó này các bạn này. Đấy. Hàng da cá sấu thật 100% luôn nhá. Đấy. Ví da cá sấu cao cấp có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Đó. Các bạn lên cho em là ví cá sấu nhá. Ví cá sấu này. Giá của nó sẽ là 290k nhá. 290.000. cho một con ví cá sấu như này và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác test hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Một con ví cá sấu cực kỳ chất luôn. Đấy. Từ đường kim mũi chỉ cực kỳ là chất luôn nhá. Hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Lên cho em là ví cá sấu nhá. 290.000. Đó. Con ví cá sấu này sẽ là 290k. Đó. 290.000, 290k cho một con ví cá sấu này. Ngoài ra thì ví cá sấu thì nó sẽ có hai màu là màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu nâu thì nó sẽ có bao gồm cả móng vuốt như này. Còn màu đen thì nó chỉ có là cái da của nó thôi. Da của nó thôi các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu thì giá của nó sẽ là
Đây, chất lên cá sấu thì em về nó cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, chất liệu của nó 100% là da cá sấu tự nhiên nhá, 100% da cá sấu tự nhiên, siêu đẹp cho các bác luôn. Đó, đây. Đấy, cũng có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Có hai màu. Màu đen và màu nâu như này. Thì cái giá bên shop cũng gửi cho các bác cái giá rất là tốt thôi. Giá của nó sẽ là 390.000 nhá, 390.000. Đó. 390.000 cho một con thắt lưng cá sấu như này. Hàng siêu đẹp, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đó. Chất da của nó các bác này. Đấy. Chất da. Đó. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, các bác thấy không? Đây. Cái này thì các bác dùng thì bền lắm. Đấy. Hàng da cá sấu này thì các bác dùng thì rất là bền luôn các bác nhá. Đó, đây cái phần đuôi của nó đây các bác này. Đấy. Đây các bác thấy chưa? Đó, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da cá sấu cao cấp nhá, da cá sấu cao cấp. Giá thì sẽ là 390.000. Đó. Da cá sấu cao cấp giá sẽ là 390.000. Đó. Thắt lưng này. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da cá sấu này. Da cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp đó. Giá sẽ là 390.000 đó. 390.000 cho cái thắt lưng như này. Đó, còn ví thì sẽ là 290.000. Đó, thì các bác muốn lấy cả combo thì lấy, mà lấy nguyên ví thì lấy. Nếu các bác lấy combo thì nó sẽ là tính tròn cho các bác là 390 với lại 290. Các bác lấy combo hai món. Đấy, thì bên em sẽ tính cho các bác cái giá là 650.000. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cộng với lại ví cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp. Thắt lưng cộng ví cá sấu cao cấp này. Giá sẽ là 650.000 nhá. 650.000 một đôi. Đấy, còn ví thì sẽ là 290 và thắt lưng là 390. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dao gấp các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái dao gấp như này. Đó, lên cho em đó là dao gấp nhá. Đó, dao gấp rất là đẹp luôn. Cái này các bác có thể treo vào móc khóa cho em nhá. Treo vào móc khóa rất là tiện ích này. Đấy. Dao gấp móc khóa nhá, dao gấp móc khóa. Đó. Con này thì giá chỉ có 20 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình bóc thùng bia này, hoặc là ăn hoa quả này, hoặc là nói chung là đa di năng được. Rất nhỏ gọn, chiều dài của nó chỉ có 5 cm thôi. Đó. Hả? Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao gấp móc khóa nhá. Dao gấp móc khóa. Giá thì sẽ là 25.000 các bạn, 25.000 em xem nhầm giá nhá. Dao gấp móc khóa này, đó. Dao gấp móc khóa nhá. Treo móc khóa được luôn. Dao gấp móc khóa. Giá sẽ là 25.000 cho một chiếc nhá. 25.000 cho một con dao gấp móc khóa như này. Con này thì khá là tiện ích, các bác có thể sử dụng cũng rất là ok thôi. Đó, đem mã giúp cho em đó là dao gấp móc khóa nhá. Giá sẽ là 25.000 các bạn, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nạo đỏ nhá. 20.000 cho một con nạo đỏ như này. 20.000 cho một cái nạo đỏ như này nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con nạo rất là đa di năng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là phần nạo sợi này. Đấy, sau đó thì các bác lại xoay đi thì là nó sẽ đến phần nạo vỏ này. Đấy. Và nó sẽ có hai cái nạo vỏ. Một cái là nạo vỏ có gai nhá, nạo vỏ. Một cái loại nạo vỏ có gai, một cái loại nạo vỏ trơn này và một cái nạo sợi. Đấy, tức là ba cái như này. Các bác dùng để nạo rất là ngon luôn. Đây các bác xoay đi này cho em này, xoay đi này để mình sử dụng này. Đấy, xoay đi này mình sử dụng, mình rửa ráy rất là ngon luôn. Đó. Có cái lẫy đây. Đấy. Cái này dùng để nạo mướp này, nạo trái cây này. Đấy, rồi nạo sợi này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. Một con nạo, cái này nó là dòng đời mới nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là nạo đỏ nhá. Giá sẽ là 20.000. 20.000 cho một cái nạo đỏ như này. Giá chỉ có 20.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dây dù đây. Dây dù như này. Đấy. Cái này thì em cũng không nhớ là nó là bao nhiêu mét, nhưng mà một quận bằng cổ tay như này, một quận bằng cổ tay như này. Giá sẽ là 20.000 nhá. Các bác lên cho em là dây dù. Giá sẽ là 20.000. Thì các bác có thể dùng để mình trăng, rồi nói chung là dùng đa di năng vào việc gì cũng được. Đấy, dây dù nó rất là dài luôn.
bên trong của nó thì nó sẽ là cái dạng sợi, đa sợi, và bên ngoài của nó thì nó là dạng dạng máy như này nhá. Nói chung là dai lắm, cái này dùng thì cực kỳ thích luôn. Các bác có thể dùng vào các công việc đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây dù nhá, dây dù. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một quận dây dù như này, 20.000 cho một quận. Đó, 20.000 cho một quận nhá. Và 50.000 ba quận, lên cho em là dây dù. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gen co nhiệt này. Đấy, gen co nhiệt đây. Một quận này của nó, một hộp này của nó thì 328 chi tiết nhá. 328 đầu to nhỏ lớn bé đầy đủ. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này. Về nhà các bác chỉ cần đút vào dây điện sau đó thì mình đốt đi cho em là xong. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái miếng dán ngải cứu nhá. Cái này thì các bác dùng để mình dán vào các cái phần như là đây. Đấy, cổ, vai, gáy, các phần mình đau mỏi mình dán vào cho em. Giá sẽ là 20.000 cho một 20.000 cho một hộp như này. Mua 5 tặng 1 nhá, miếng dán ngải cứu 20.000, mua 5 tặng 1. Tiếp theo là cái khay đá thông minh nhá. Khay đá này thì nó sẽ là một cái dòng khay rất là thông minh luôn. Các bác chỉ cần là mở ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình cho nước vào đây. Đấy, và khi mình lấy đá thì mình ấn như này, nó là cái cao su non mềm, ấn này nó sẽ đẩy lên và có nắp như này nhá. Có nắp như này thì nó sẽ giúp cho các bác là có thể để chồng các khay lên nhau được nhá. Đấy, đây chồng nhau như này, rất là tiện luôn. Các bác cứ mua lấy cho em 5-10 khay. Giá thì sẽ là 15.000 nhá. 15.000 cho một khay như này. Cũng mua 5 tặng 1 luôn, khay đá thông minh 15.000. Đấy, 15.000 một khay, mua 5 tặng 1 bán tri ân cho các bác cho nó vui. Tiếp theo thì em lên cho bác cái diều đại bàng nhá. Đây, cái diều như này. Đấy. Về nhà thì có cả dây diều này, có cả dây, cả các chi tiết đi kèm luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một con diều như này. Đấy, 30.000 nhá. Các bác lên cho em là diều đại bàng nhá, diều đại bàng. Giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Đấy. 30.000 trong con diều đại bàng như này. Các bác mua về để làm quà cho các em bé nhà mình. Diều đại bàng 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là bấm rau nhá. Đấy, các bác cho vào cái ngón tay cái này cho em này, cho vào ngón tay cái này. Đấy, thì khi các bác nhặt rau nhặt dợ mình bấm thì nó sẽ vệ sinh và nó sẽ không bị đau đầu ngón tay. Đấy, và bẩn móng tay móng chân. Đấy, các bác cho vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình nhặt rau thì mình, các bác ấn nó sát vào cho em đó. Sau đó thì mình nhặt rau mình bấm này cho em này. Đấy, nó sẽ có cái đầu như này. Đấy, thì mình có thể bấm rau, bấm cỏ, rồi các loại cây cối mà mình cần nhặt nhạnh trong vườn. Lên mã giúp cho em đó là bấm rau nhá. Giá thì giá thanh lý tri ân cho các bác 10.000 cho một cái bấm rau như này. Lên mã giúp cho em đó là bấm rau. Giá sẽ là 10.000 cho một túi nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một ngón cái và các cái đầu cao su đi kèm luôn. Lên cho em là bấm rau, giá sẽ là 10.000 nhá. 10.000 cho một gói bấm rau này thôi, 10.000. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, giá rất hạt rẻ các bác, yên tâm sử dụng. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ búa. Cái này là cái gì nhỉ? Bao nhiêu? Bộ dụng cụ đồ nghề. Hộp đồ nghề à? Nó sẽ là một cái hộp đồ nghề đầy đủ các chi tiết như này nhá. Đấy, bao gồm cho em là 3 cây vít này, một cái thước rút này, một cái búa này, một cái cà lê, một cái kìm, một con dao, một cái thước dọc giấy, một cái dao dọc giấy, một cái bút điện này. Đấy, combo đầy đủ cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp đồ nghề nhá, hộp đồ nghề. Giá sẽ là 100.000 cho cái hộp đồ nghề như này. Có cả đầu khẩu này luôn. Đó, nói chung là rất là tiện, vừa xinh để các bác sửa chữa các cái đồ lặt vặt trong gia đình nhà mình nhá. Lên cho em là hộp đồ nghề, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 trong cái bộ hộp đồ nghề như này thôi. Hộp đồ nghề nhá. Hộp đồ nghề, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái hộp đồ nghề như này, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là môi sới cơm inox nhá. Con này thì nó sẽ là hàng inox sáng bóng, soi gương được luôn. Và dòng này của nó sẽ là dòng không dính cơm nhá. Dòng này của nó là siêu chống dính luôn. Đấy, các bác dùng để sới cơm thì rất là ok. Các bác vứt cho em những cái môi sới cơm thường bằng nhựa đi, nó rất là bẩn thỉu, mất vệ sinh và nó lại dính cơm. Hàng này thì em bao cho các bác xịn sò chắc chắn và không dính cơm nhá, không dính cơm luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là môi sới cơm inox, giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một cái môi sới cơm inox như này, rất đẹp, rất xịn sò và
chống dính rất là tốt luôn. Đấy, chống dính rất là tốt luôn. Đây các bác này, đó. Sới không hề dính cơm luôn các bác nhá. Đó. Rất là sạch sẽ luôn. Rất dày dẫn chắc chắn là sới không hề dính cơm một chút nào nhá. Qua đây. Giá sẽ là 55.000 cho một cái môi sới cơm inox nha. Lên cho em là môi sới cơm inox nhá. Giá sẽ là 55k. Đó, 55k là con môi sới cơm inox như này. Tiếp theo thì nay bên shop có một cái túi da. Đấy, một cái cặp da của Honda CRV, hàng của hãng nó tặng này. Đấy. Thì các bác có thể bỏ các cái giấy tờ các thứ vào đây. Đấy. Giấy tờ các thứ vào đây cho em nhé. Các bác có thể bỏ giấy tờ đây. Bỏ giấy tờ rồi đăng kiểm đăng kiếc này. Hàng bằng da rất là xịn sò luôn. Hàng chuẩn hãng của Honda CRV đây. Con này. Đấy, Honda CRV rất đẹp cho các bác luôn. Con này thì chỉ có một con duy nhất thôi. Bán thanh lý cho các bác với giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho cái túi da Honda CRV nha. Lên cho em là túi da Honda CRV 100k nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái áo mưa choàng này. Đấy, đây nó sẽ là cái áo mưa choàng như này. Giá cũng là 100.000 cho một con áo mưa choàng như này. Con này bên ngoài họ sẽ bán cho các bác là 150 đến 200. Đấy, như bên em bán cho các bác chỉ có 100.000 thôi. Đây. Đấy, mặc vào là sẽ áo mưa đi xe máy được, đi bộ. Đấy, các bác choàng vào này cho em. Lên cho em là áo mưa choàng 100.000 nhá. Đây, mặc vào nó đúng như này luôn. Đó, áo mưa choàng 100.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ này. Giá của nó sẽ là đồng hồ treo tường nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường. Rất đẹp. Bao nhiêu? Rất đẹp luôn. Nhỏ gọn, đường kính của nó thì vào khoảng là 20cm. Đường kính 20cm nhỏ gọn. Các bác có thể treo phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Giá chỉ có 75k thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường. Giá sẽ là 75k nhé. 75k cái đồng hồ treo tường như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bổ hoa quả này. Đấy, bổ hoa quả. Con này bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, các bác muốn bổ hoa quả những cái loại quả tròn ấy, quả táo, quả lê ấy, các bác chỉ cần là đặt vào ấn một phát là nó sẽ ra cho các bác là đi 1 2 3 4 5 6 7 8 miếng luôn. Đấy, ấn một phát này là ra 8 miếng luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khuôn hoa quả nhá. Khuôn hoa quả giá sẽ là 50k. Đó, 50k cho một cái khuôn hoa quả như này nhá. 50.000 cho một cái khuôn hoa quả như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem. Lên cho bác cái dây sạc tự ngắt nhá. Con này thì giá sẽ là 40k thôi. 40k cho một cái dây sạc tự ngắt như này. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc tự ngắt này. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho cái dây sạc tự ngắt như này. Cái này thì rất là tiện các bạn. Đấy. Về nhà thì ưu điểm của nó là tự ngắt và có 3 đầu như này. Có 3 đầu như này, các bác có thể cắm vào đầu nào cũng được, đầu bất kỳ cho em. Đấy, Samsung, iPhone, Type-C đều được hết nhá. Dây dài khoảng 1m. Đấy, dây dài khoảng 1m như này. Và dây của nó là dây dù chống đứt chống rối này. Đấy, và ưu điểm của nó là có chức năng sạc sạc nhanh và tự ngắt. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho em một em dây sạc tự ngắt như này. Lên cho em là dây sạc tự ngắt, giá sẽ là 40.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi 7 ngăn. Bên em lên tên nó là túi 7 ngăn. Đó, hàng của quân đội. Rất là dày dẫn chắc chắn. Và các bác đựng đồ thì nó lên form lên dáng cũng rất là đẹp luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi. 100.000. Quai đeo, quai sách đàng hoàng. Các bác có thể cho xuống để mình đeo lên. Đấy, trông thế này thôi nhưng mà khi mà các bác mở ra thì nó rất là to rộng nhá. Đấy, rất là to rộng luôn. Đó, cho đồ vào thì nó rất là to rộng các bạn. Cho đồ vào thì rất là to rộng luôn. Các bác có thể chứa được khá là nhiều đồ đấy. Đây các bạn thấy chưa? Lên form rất là đẹp nhá. 100.000 thôi. Giá chỉ có 100.000 thôi các bác nhá. Rồi ok. Các bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bộ nồi Đức 6 món, đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Sản phẩm đầu tiên nó sẽ là một cái con đây, con nồi nhỏ nhất này. Vung của nó thì đều là kính cường lực hết nhá, vung kính cường lực hết đây các bác này. Đấy. Đế 5 lớp cực kỳ dày luôn, chữ in chìm này. Hàng của thương hiệu Beijing của Đức nhá. Đấy. Enbiezing của Đức các bác này. Đó, đây. Đế
thế 5 lớp nhá, đun được hầu hết các loại bếp luôn, bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen đều đun được hết nhá. Đấy, thế 5 lớp này, siêu dày luôn. Con này thì em sẽ tính theo lít nhá. Con này dung tích của nó sẽ là con này là nhỏ nhất đây. Nhỏ nhất thì con này dung tích của nó vào khoảng là 2 lít các bạn này. Đấy, dung tích của nó vào khoảng 2 lít, con này nhỏ nhất này. Đấy. Thì con này nó cũng bằng với con quay lệch như này, bằng với con quay lệch như này các bạn này. Đấy. Dung tích của nó khoảng 2 lít này, 2 lít các bạn nhá. Bằng với con quay lệch như này. Đấy, hai con này bằng nhau. Nó sẽ là một con quay bằng một con quay lệch nhá. Đấy. Dung tích khoảng 2 lít. Đấy. Bộ này thì bên em gửi tới các bác cái giá đó là 700.000 nhá, 700.000. Hàng là hàng này là hàng dễ vỡ, yêu cầu các bác cọc trước giúp cho em 200 thì bên em sẽ đi đơn nhá. Đó. Tiếp theo thì con này dung tích của nó sẽ là 3 lít này. Đấy, 3 lít nhá. Đó, đây. Con này thì nhỡ hơn một chút này. Con này nhỡ hơn một chút thì con này khoảng 3 lít này. Đấy, con này khoảng 3 lít các bác nhá. Đấy, nó vào khoảng là 3 lít như này. Đó, khá là dày dẫn chắc chắn các bạn, dày dẫn chắc chắn lắm luôn. Đó, 3 lít các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ vào khoảng là 4 lít này. 4 lít các bác này. Đó, chữ này, chữ bên hông này. Đó, chữ bên hông rồi chữ khắc chìm ở đáy này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đế 5 lớp. Đấy, inox sáng bóng đẹp nhá. Quay mạ vàng nhá, quay mạ vàng chấm hết luôn đây các bác này. Đấy. Quay mạ vàng này, rất đẹp luôn. Đó. Kính của nó là kính cường lực nhá, quay mạ vàng hết các bác nhá. Quay mạ vàng hết này, siêu đẹp luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn các bạn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, thì con này sẽ là 3 lít này. Đấy, 4 lít này. Và con to nhất này thì con này sẽ là 5 lít này. Đấy. Con này thì cỡ khoảng 5 6 lít gì đấy. Đây. Đấy. Các bác nhá. Đó. Đây là đây. Đây cái thương hiệu của nó này. Đấy. Hàng design in Germany bên này, hàng design in Germany. Đó, made in Germany nhá. Đó, Germany. Đây. Đấy, thông số của nó đây các bác này. Đế 5 lớp này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái vỏ hộp của nó này. Đây. Vỏ hộp của nó này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là dòng 2 lít 1 này, 2 lít 9 này, 3 lít 9 và 6 lít 6 nhá. Đây, tất cả các kích thước của nó đây các bác này. Đấy, các kích thước của nó đây luôn. Đó. Con to nhỏ nhất là 2 lít 1 này, sau đó là đến con to nhất là 6 lít 6 này. Đấy, và cái chảo là 2 lít 1 các bác nhá. Hàng của Đức Germany này. Germany đây. Đó. Khi em gửi cho các bác thì đựng trong một cái hộp như này. Đó, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đế 5 lớp, một cái bộ nồi 5 đáy cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 700.000 nhá, 700.000 cọc trước 200. Lên mã giúp cho em đó là bộ nồi Đức nhá, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức. Giá của nó sẽ là 700k nhá, 700.000 thôi. Và cọc trước cho em là 200, cọc 200k nhá. Như vậy là bộ nồi 7 món, 6 món nó có 700.000. Tính ra là các bác mua vào có 120.000 thôi, 120 mà nguyên tiền ship của em nó mất 50.000 rồi. Nói chung là các bác mua vào chỉ có mất 100.000 cho một món như này thôi. 100.000 cho một món như này thì nói chung là chả đi đâu mà mua được rẻ hơn đâu các bạn. Đấy. Một con chảo tráng đá này, chảo cực kỳ dày luôn. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Đấy. Tráng đá chống dính này, đó. Chảo tráng đá chống dính cực kỳ dày luôn. Như vậy là các bác mua giá bên em đã bao phí ship, chảo cũng có nắp luôn nhá. Chảo cũng có nắp luôn. Đó đây. Chảo của nó cũng có nắp như này các bác này. Đấy. Chảo có nắp đầy đủ như này các bác này. Đấy, chảo có nắp đầy đủ như này luôn. Đấy, như vậy là các bác mua là tính ra là vào chỉ có 600.000 thôi. Tiền ship của em nó cũng phải mất 570.000 rồi. 570.000 rồi nhá. Đấy, tiền ship mất 570.000, 70.000 tiền ship rồi. Đó, hàng nó rất là nặng. Hàng rất nặng như nên mất khoảng 70.000 tiền ship. Như vậy là các bác mua vào nó chỉ còn là đi khoảng là 100.000 cho một món như này thôi. Quá rẻ luôn các bác nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là hai cái nồi 2 lít này, hai cái nồi 2 lít này. Đó. Tiếp theo là đến một con này sẽ là con 2 lít 9 này. Đấy, 2 lít 9 rồi là 3 lít này. Con này 3 lít này. Đấy. Con này là 4 lít này. 4 lít này. Con này thì sẽ là 6 lít 6. 6 lít 6. Các bác có thể là luộc con gà to thoải mái luôn, con gà con vịt to thoải mái luôn nhá. Đó, nấu canh nấu riêu. Đó. Combo cho các bác 6 món như này. Giá sẽ là 700.000 cọc trước 200, 700.000 cọc trước 200. Rất hợp lý cho bác luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em các bác nhé. Đó, đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh rồi, cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, để cho video có thêm nhiều lượt tương tác và nhiều quý khán giả biết đến em nhiều hơn nhá. Yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh.
Đó. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá, khăn tắm của Hàn Quốc. Đấy, hàng của Korea Hàn Quốc. Chiều dài của nó là 1m4 và chiều rộng là 70cm. Đấy, rất là to luôn các bác này. Đấy. Dài 1m4, rộng 70cm. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên thấm hút nước rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là rất là ưu đãi luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, 40k một cái. Bác nào mua 10 thì mua 10 chiếc thì bên em sẽ tặng một. Đấy, riêng cái khăn tắm này thì ưu đãi cho các bác đang vào cái mùa hè như này để các bác mang đi du lịch này hoặc đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Đấy, 40k. Bên em là khăn tắm Hàn Quốc 40k, mua 10 thì sẽ là cộng 1 nhá. Mua 10 tặng 1, 40.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái gối các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái gối này bao tiền đấy? Cái gối này 60.000 à? Lên mã giúp cho em là gối lạnh nhá. Gối lạnh giá của nó sẽ là 100. Gối lạnh này 60.000 đúng không? 60k một chiếc thôi. Đấy, 60.000 cho một chiếc gối lạnh như này. Bên trong của nó thì chất liệu của nó là bằng bông nhá. Đấy, bên trong của nó thì là bằng bông này. Đấy, bằng bông tự nhiên này. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng là theo kiểu là vải lạnh như này. Vải lạnh như này thì khi các bác gối nó sẽ không bị nóng nhá. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 cho một con gối lạnh như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. 60k cho một con gối lạnh như này. Chất liệu của nó thì bằng bông tự nhiên và bên ngoài thì nó sẽ là vải lạnh như này nhá. Vải lạnh như này khi các bác dùng rất là thích nhá. Đấy. Và các bác có thể bỏ ra để giặt giũ thoải mái luôn. Đấy, thấm hút mồ hôi tốt, dùng rất là thích nên cho em là gối lạnh, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 cho một con đèn phễu này thôi. 95k cho một con đèn phễu như này. Con này thì siêu sáng luôn và có cả cổng sạc ra cho điện thoại này. Có báo pin, có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Có cả quai đeo như này nhá. Quai đeo có cáp sạc đầy đủ quá này. Đấy. Rất sáng luôn con này. Đấy, rất sáng luôn. Pha mà ban ngày mà còn dọi này là các bác biết không? Đấy, rất sáng luôn. Lên mã giúp cho em là đèn phễu, giá thì chỉ có 95k cho con đèn phễu này thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. Đó, đèn phễu. Đèn phễu này. Đèn phễu giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ màu cầu vồng nhá. Các bác lên cho em là màu cầu vồng. Bộ này của nó thì sẽ là 150 chi tiết. 150 chi tiết tất cả đầy đủ cho các bác luôn. Combo như này. Kéo rồi nói chung là thước rồi các cái loại màu, màu sáp, màu bột, màu nước, màu trì như này. 150 chi tiết tất cả và giá thì chỉ có cho các bác là giá thì chỉ có cho các bác là đi 100.000 nhá. 100.000 thì cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu trì tổng là 150 chi tiết luôn. 150 chi tiết tất cả luôn. Màu cầu vồng nhá. Màu cầu vồng. Giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con át đảo chiều này. Đó, con này thì hàng nội địa của Nhật 63A nhá. Đấy, hàng của thương hiệu LVK này. Đó, 63A, hàng nội địa của Nhật. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một con át đảo chiều như này. 110.000, con này thì dùng rất tiện luôn. Nhà các bác dùng máy phát điện hoặc hai công tơ dùng con này cho em, cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Đó, 63A điện tổng gia đình là thoải mái luôn nhá. Đó, 110.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con át tổng của gia đình nhá. Đấy, con này thì cũng là hàng của thương hiệu Mitsubishi, nội địa của Nhật này. Đấy. Hàng này thì độ mới của nó còn khoảng là 90%, độ mới còn khoảng 90%. Rất là ngon luôn. Đấy. Có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng nhá. Có lễ cài lễ kiếc đàng hoàng. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180k cho một con AT40A như này. AT40A hàng của thương hiệu Mitsubishi nhá. AT40A Mitsubishi 180.000. Nào. Phương ơi, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Giá thì chỉ có 15k trong cái dây tắm như này thôi. Giá sẽ là 15k. Lên mã cho em là dây tắm 15.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một mặt là dạng là núm núm như này và một mặt là sợi to như này, sợi cao như này để khi các bác xoa xuê thì là mình tắm thì kỳ cọ rất là tốt luôn. Silicon mềm nhá, có thể kéo giãn nhá. Các bác có thể kỳ lưng, kỳ chân, kỳ tay đều ok hết. Quay video đi. Đấy. Kỳ lưng, kỳ chân, tay đều ok hết nhá. 15k trong chiếc này thôi. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 nhá. Tiếp theo là cái dây thít các bác này. Đây, dây thít giá của nó sẽ là 25.000 cho một bịch nhá. 25.000 cho một bịch như này. Đấy, 25.000 một bịch thì nó sẽ có cho các bác là dòng là 20 này. Đấy, dài là 20cm này, 25 và 30cm. Đó, 20, 25, 30. Giá đều là 25.000 một bịch này tất nhá. Đấy, nếu mà hàng ngắn thì nó sẽ số lượng nhiều hơn vì nó sẽ là đồng cân là 250g hết, đều là 250g nhá. Đấy, dài ngắn đều 250g cho nên là giá bằng nhau. 25.000 cho một cái bịch dây thít như này. 25.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xương khớp bọ cạp này. Lên mã giúp cho em đó là xương khớp bọ cạp nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một cái hộp
30.000 cho một hộp xương khớp bọ cạp như này nhá, chuyên trị các bác mà bị đau nhức chân tay rồi cổ gối rồi sống lưng rồi nói chung là bị đau nhức nhá. Đấy, xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30k cho một típ xương khớp bọ cạp như này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá, dây điện vàng. Một quận này của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20m. Một quận 20m nhá, và nó sẽ có ổ đúc chống va đập như này. Ổ đúc chống va đập có đèn báo nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá. Giá sẽ là 160.000 cho một quận như này. Đấy, và dây của nó là dây lõi đồng 1.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160k. Đấy, dây 1.5 dài khoảng 20m nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy sấy giày nhá, máy sấy giày. Giá sẽ là 190.000. Đấy, bác nào đi hay đi giày dép này. Đó, mà hay sử dụng giày dép thì dùng con này cho em. Đó. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện vào thôi. Cắm điện vào này. Đấy, mình nâng cái này lên này. Cắm điện vào sau đó thì các bác bật chế độ hẹn giờ nhá. Đấy, sau đó thì 30 phút, 60 phút, 120 phút này và nó sẽ tự ngắt cho các bác luôn thì rất là tiện. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt này. Lên cho em là máy sấy giày nhá. Giá sẽ là 190.000 cho một con máy sấy giày như này. Các bác dùng con này thì cũng khá là tiện đấy, để mình sấy giày, sấy dép rồi nói chung là quần áo cũng được. Nói chung là rất là ok thôi, hợp lý cho các bác sử dụng. Giá thì chỉ có cho các bác là một con máy sấy giày như này 190.000. Đấy, tiếp theo thì con bàn là đứng nhá. Bàn là đứng 370.000. Đấy, con này sẽ là con bàn là đứng này. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Đấy thì con này các bác dùng cũng rất là tiện. Con này thì bàn là đứng hơi nước luôn. Ưu điểm của con này khi mà các bác sử dụng là không lo bị cháy quần áo, tại vì là nó sẽ là sử dụng bằng hơi nước nhá. Và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần là nó dùng hơi nóng và hơi nước mà có cái đầu bàn chải đây. Có cái đầu bàn chải như này. Thì các bác lắp vào cho em này, lắp vào sau đó thì mình bắt đầu vuốt như này là quần áo nó sẽ tự thẳng ra cho các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, con này thì nó sẽ là 1500W sử dụng điện 220V. Đó, đây, rất tiện ích luôn, các bác chỉ cần vuốt như này. Ưu điểm của con này khi mà các bác dùng thì không lo bị cháy quần áo nhá, và nó luôn ở cái trạng thái là cầm tay như này, khi nào các bác bỏ ra nó không như cái bàn là kia các bác để quên. Đây, cho nước vào đây cho em nhá. Chiết nước vào đây cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng nhá. Bàn là đứng giá sẽ là 370.000. Bao ship tận nhà các bác luôn. Con này các bác dùng để đi du lịch thì thôi rồi luôn các bác. Đấy. Mình dùng để đi du lịch này. Đấy, hoặc là đi đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều ok hết nhá. Rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, 370.000, 370.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con một cái con bàn là khác, đó là con bàn là du lịch này. Đấy. Có lên cho là bàn là mini nhá. Con này thì nó sẽ là thuộc bàn là nằm như này. Con này thì cũng rất là tiện luôn. Đấy. Các bác có thể dùng để mình đi mang đi du lịch, con này thì rất là tiện, nhỏ gọn, để mình là quần là áo đi du lịch thì các bác nên mang đi. Đấy, nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn các bác. Đấy, đi du lịch thì em mang con này đi cho em. Đó đây. Đấy, nó rất là nhỏ gọn các bạn, nhỏ gọn lắm, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi. Đây. Đấy, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi các bạn. Đấy, nhỏ gọn luôn, rất là tiện nhá. Có điều chỉnh nhiệt độ này, mâm của nó rất là dày, nóng rất là nhanh và có hơi nước nhá. Nói chung là đầy đủ luôn. Nói chung là đầy đủ như một con bàn là xịn luôn. Đấy, như một con bàn là cao cấp ở bình thường luôn. Đó, và con này thì nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể gấp gọn như này, mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi phượt đều ok hết, hoặc là các bác để phòng trọ một chiếc, nói chung là mang đi đâu cũng được. Nó rất là tiện, nó nhỏ gọn này thì mình có thể mang đi nhiều nơi được, nó rất là tiện luôn. Lên cho em là bàn là mini 130.000 nhá, 130.000. Tiếp theo thì sẽ lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy xanh, chuyên để tẩy xoong nồi rồi đánh bóng ô tô các thứ nhá. Giá sẽ là 25k cho một cái hộp tẩy xanh như này. Tẩy xoong nồi rồi đánh bóng rồi các bác làm các công việc đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này. Đó, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ bấm móng màu xanh này nhá. Giá sẽ là 100k. 100k thì cái bộ móng xanh như này. Lên cho là bộ móng xanh 100.000. Bộ này thì khá là nhiều chi tiết luôn để các bác có thể sử dụng mình vệ sinh móng chân, móng tay này, rồi làm móng này. Đấy. Kỳ cọ rửa rồi nói chung là nạo gót chân rồi nặn mụn tẩy da chết. Đây, rất nhiều chi tiết luôn, nó tới vài chục chi tiết như này. Đấy. Có nặn mụn rồi có 4 cái bấm móng này, 1 2 3 này. 4 cái bấm móng này, cắt khóe rồi mài gót chân, nói chung là đầy đủ như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành nhá. Đấy. 100 cành lên mã giúp cho em là bộ ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100.000. Đó, 100.000 cho một con ví xanh như này. Đó. Rất là tiện ích cho các bác. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng này. Đó, bên shop thì lại tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ các bác nhá. Đấy, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ cho các bác đây.
và hàng đợt này về thì giá siêu tốt cho các bác luôn, giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi trong cái chương trình này các bác nhá. Đấy thì hàng bên em gửi cho các bác nó sẽ bao gồm cho các bác là combo là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, nó có cái nấc điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy thì các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ là cho em là từ 200 lên tới 450 độ C. Đấy, các bác điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Và công suất của nó là 60W nhá. Con này thì các bác có thể thay mũi được nhá, có thể thay mũi. Thì bên em bán thì nó sẽ kèm cho các bác là tặng kèm cho các bác là 5 mũi luôn. 5 mũi thì các bác có thể thay nhá. Đấy. Có kèm cho các bác luôn là 5 mũi. 5 mũi để các bác thay này. Đấy. Kèm cho các bác là một cái túi 5 mũi như này, 5 mũi với 5 cái kiểu dáng khác nhau để các bác có thể thay tháo nhá. Tháo ra cho vào đây thay cái mũi này cho em này. Thứ nhất là 5 mũi này. Thứ hai là một quận thiếc này. Đấy. Thứ hai là sẽ kèm cho các bác là một quận thiếc như này. Đấy. À, một hộp thiếc như này nhá. Một hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này và một quận thiếc luôn. Đó thì combo cho các bác sẽ là bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 này. 3 với mỏ hàn nữa là 4 nhá. Đấy, tổng có bác là 4 món luôn, 4 món. Mà cái giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em là mỏ hàn kèm mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Con này thì có điều chỉnh nhiệt độ luôn, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là hoặc là lên cho em là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ đi. Đấy. Mỏ hàn 60W, con này có công suất của nó là 60W thì lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Mỏ hàn 60W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy, 100.000 cho cái bộ mỏ hàn như này. Đấy, lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Đấy, mỏ hàn này. Mỏ hàn 60W, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là một mỏ hàn, một cái bộ mũi để thay tháo này và một cái hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, combo cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá thì sẽ là 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này, 110.000 cho một con. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, chỉ có mỏ hàn không thôi và về nhà thì các bác tự mua thiếc cho em để lắp thiếc vào đây, sau đó thì mình đút qua cái phễu này, đút qua phễu này và mình bóp là nó sẽ đẩy ra nhá. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W này. Đấy, hàng made in Japan 150W. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W nhá. Đấy. Ra thiếc tự động cho bác luôn, mỏ hàn xanh 150W. Giá thì sẽ là 110.000. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, về nhà các bác phải tự mua thiếc nhá, tự mua thiếc, tự sắm đồ mình làm. Đó, còn con mỏ hàn 60W thì có thiếc rồi. Đấy. Con này thì lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Các bác lên cho em là mỏ hàn 150W thôi, 150W. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000. Con này thì công suất của nó là 150W các bạn, 150W nhá. Đấy, còn con này thì công suất của nó sẽ là 60W nhá, 60W và nó combo cho các bác là có 3 món đi kèm nữa. Thì các bác lên cho em là mỏ hàn 60W hoặc là mỏ hàn combo thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay cối xay inox nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít và có cối xay như này các bác này, có 4 lưỡi như này. Con này xay thì cực kỳ là ngon luôn, xay rất là ngon luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 150k thôi, 150k. Đây, thân máy của nó đây con này, thân máy của nó này. Đấy, hai đầu nhấp nhả này rất là tiện luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên cho em là cối xay 2 lít, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Các bác lên cho em là kính lúp. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kính lúp này. Giá sẽ là 70.000 thôi nhá. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác lắp pin vào đây nhá. Lắp pin vào đây. Thì ví dụ như là các bác muốn thêm ánh sáng thì các bác lắp pin vào đây cho em, dùng rất là tiện. Người già các bác có tí tuổi rồi dùng cái này. Dùng cái này nó rất là tiện các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. À, thấy chưa? Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá. To rõ ràng sáng sủa nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái gấp nóng nhá. Đấy, các bác lên cho em là gấp nóng, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm. Để các bác chiên rán xào nấu này.
gấp thực phẩm, gấp thức ăn rất là ok. Lên mã giúp cho em là gấp nóng này. Con này các bác có thể lật đi lật lại như này. Đấy, để mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000, 30.000 trong cái gấp nóng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng, giá sẽ là 30k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về tới các bác dòng sản phẩm đó là kia kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các bác đây. Made in Japan con này, thép SK5 không gì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con kéo cắt cành trên cao này thôi. Bao gồm một kéo một cưa, tha hồ tiện ích cho bác sử dụng luôn. Về nhà các bác cho cái xào vào đây cho em và bắt ốc vít vào. Đó, 130.000 kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co. À dây thít các bác nhá, dây thít. Giá thì sẽ là 25.000 cho một bịch này. 25.000 cho một bịch này các bác. Đấy. 25.000 cho một bịch như này thôi. Đây, đây các bác thít vào như này cho em là xong rồi. Đó. Thì mình dùng cho song à cho bao bì này hoặc là cành cây, nói chung là dùng cái gì cũng được, rất là đa chức năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít. Nó sẽ có cho các bác là 20, 25 và 30. Đấy, tức là dài là 20, 25 và 30. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá đều là 25k hết nhá. 25k cho một bịch như này. Đấy, 25.000 cho một bịch dây thít như này. Dùng nó rất là tiện ích, về nhà các bác có thể là đi cấy lúa, cấy ruộng các bác đóm mạ này hoặc là bịt bao, bịt đầu rất là ok nhá. 25k cho một bịch như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Đó. 20, 25, 30 các bác nhá. 20, 25, 30 đầy đủ kích thước. Đấy. Và của nó đều là 250g hết nhá, 250g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp kim chỉ đa năng như này. Thì bao gồm cho các bác cả kim, cả chỉ, cả kéo, kiếc rồi đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, 25k nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác là kim này, thước đo này rồi đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác để các bác sử dụng đây. Một cái bộ chỉ như này combo cho bác bao gồm là 10 quận chỉ này. Đấy, rồi kim rồi đê rồi móc rồi kim băng đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. 25.000 cho hộp kim chỉ như này nhá. Lên cho hộp kim chỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi túi đựng điện thoại các bác nhá. Túi đựng điện thoại thì con này các bác dắt vào trong cái thắt lưng của mình. Đấy, dắt vào thắt lưng của mình, sau đó thì các bác cho điện thoại vào đây cho em. Đấy, cho điện thoại vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại nhá. Túi đựng điện thoại. Rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý nhá. Giá khá hợp lý cho bác luôn. Đó. Giá thì rất là hợp lý rồi. Đây, các bác cho vào điện thoại này cho em này. Đấy, à cho vào cái thắt lưng như này. Cho vào thắt lưng như này, thế là các bác đút điện thoại vào thì cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Ngoài điện thoại thì các bác có thể đựng tiền này hoặc là giấy tờ đều ok hết nhá. Đấy, nó có cả cái đai như này, các bác đeo vào cái đai quần cho em thì nó rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại. Con này thì giá bên shop sẽ thanh lý cho bác giá chỉ có 40 cành thôi nhá. 40 cành cho một con túi đựng điện thoại như này. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Lên cho em đó là túi điện thoại nhá. Túi điện thoại này. Túi điện thoại giá sẽ là 40k. 40k cho một cái túi điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu. Cái này có kèm cây lấy dấu luôn. Đó. Hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng của Nhật nhá. Chất lượng cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là combo 1 2 3 4 5. 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu như này. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy. Nhấp này có dấu luôn, các bác theo. Đó, rất tiện ích luôn. 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180 cành nhá, 180k. Đấy. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này. 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu. Kèm lấy dấu giá sẽ là 180k. 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, 5 mũi khoan đen đa năng như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi từ 6 đến 12. Đây, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen giá sẽ là 110.000.
5 mũi đen nhá, 5 mũi đen đa năng, giá sẽ là 110k nhá. Hộp 5 mũi khoan đen đa năng 110.000, 5 mũi khoan. Hình mũi khế như này các bác có thể khoan được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em luôn, rất tiện ích cho nhá. 5 mũi khoan đa năng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ống nhòm dành cho trẻ em nhá. Con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng. Đấy, có đèn sáng luôn. Các bác về các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây. Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là dòng dành cho trẻ em nhé. Các bác có thể mua để cho tặng làm quà cho các em bé nhà mình cũng rất là ok. Giá thì sẽ là 90k cho một cái 90k cho một cái ống nhòm như này các bác nhá. Đấy. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 90k. Đấy, đợt này em thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn 70k thôi. 70k cho cái ống nhòm dành cho trẻ em như này nhá. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy massage cổ này. Đấy. Con này thì hàng siêu tiện ích luôn và dùng thì cực kỳ là phê luôn các nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đây, đấy. Hàng sử dụng một pin và về nhà các bác chỉ cần là thắt cái đai này vào bên dưới bụng này, sau đó thì mình sử dụng cho em. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da PU này và bên đằng sau này bằng vải này. Giữ lì cho em cái phím này là nó sẽ chạy này. Đấy. Thì các bác đưa vào cổ vai gáy nó bóp cho các bác rất là đã luôn. Ngoài cổ vai gáy thì các bác có thể nằm dựa lưng này hoặc là các bác có thể cho đùi lên đây cũng được. Đấy, đùi. Đùi cũng rất là ok luôn. Đấy, chân bắp đùi đều ok hết nhá. Giá sẽ là 320.000 nhá, 320.000 cho cái con massage vai gáy như này. Lên cho em là massage vai gáy nhá, massage vai gáy, giá sẽ là 320k. Đấy. 320k, massage vai gáy này. Vai gáy, giá sẽ là 320k nhá, 320.000. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7. Hàng này thì nó sẽ là hàng cỡ to, hàng cỡ đại, bỏ anh cái biển đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó. Hàng này là cỡ to, dung tích của nó là 350g và tổng là 493ml các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k. Con này thì hàng của Australia các bác này, hàng của Australia các bác nhá. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia và con này của nó thì nó sẽ giúp cho các bác là khởi động lại động cơ này, giúp động cơ cải tiến này, giảm phát ra tiếng kêu này, rồi là chống rỉ sét này. Giá của nó sẽ là 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai khử mùi tủ lạnh nhá, khử mùi tủ lạnh. Thì cái này rất là đơn giản thôi. Sử dụng thì các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác giật cái tem này ra và các bác bỏ vào trong tủ lạnh cho em, bỏ vào trong tủ lạnh cho em. Thì nó sẽ giúp cho các bác là khử những cái mùi hôi, mùi khó chịu vào trong tủ lạnh nhá. Lên cho em là khử mùi tủ lạnh, giá của nó sẽ là 30k cho một chai khử mùi tủ lạnh như này nhá. 30.000 cho một cái lọ khử mùi tủ lạnh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 4 SIM nhá, điện thoại 4 SIM. Đó, đây, một con điện thoại 4 SIM chất lượng như này. Đấy, thì cái hướng dẫn sử dụng này. Đấy, lắp SIM vào thì phải khởi động lại máy này, sau đó thì tắt nguồn đi lại khởi động lại để máy nhận SIM. Đó, 4 SIM, 4 khay SIM như này, 1 2 3 4 khay SIM. Đó. Và có sẵn cho các bác một con đèn pin này luôn. Dung lượng pin của nó thì cực khủng nhá. Có sẵn một cái đèn pin siêu sáng luôn các bác này. Đấy, đây là một cái đèn pin nhá chứ không phải là đèn led đâu. Đấy, có sẵn một cái đèn pin luôn. Đó, và đây là cái mặt màn hình của nó này. Đó, con này thì có tới 4 SIM luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 SIM này. Điện thoại 4 SIM, giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ly nhiệt nhá. Đấy, ly nhiệt. Con này thì một cái ly như này, dung tích của nó sẽ là 600ml các bạn, 600ml, có kèm cho các bác là một cái ống hút bằng inox nhá. Một cái ly như này. Đấy, dung tích 600ml, hàng của Mỹ này, American các bác này, American, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì ngoài sử dụng là tính năng là các bác sử dụng làm ly giữ nhiệt để mang đi thì nó có giòn, có nắp đậy này, còn ngoài ra các bác có thể bỏ nắp này ra mình làm một cái cốc uống nước bình thường. Đấy, giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Con này thì giá thanh lý cho các bác giá tốt nhá. Em đang bán là 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60.000 cho một con ly nhiệt như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ly nhiệt nhá. Ly nhiệt. Đấy, ly nhiệt giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
giá bản lề nhá, giá bản lề, giá của nó sẽ là, đây nó sẽ là một cái sản phẩm như này các bác này. Về nhà thì các bác bán vào tường cho em, sau đó thì mình bán vít lên. Đấy, mình không dùng thì mình gấp xuống, nó rất là gọn. Độ chịu tải của nó rất là lớn nhá. Đấy, gấp lên gấp xuống rất là gọn. Đây, đúng như video như này. Đó, bán vào cho em này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho một cái giá bản lề nha các nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá đỡ bản lề nhá. Đấy. Giá bản lề 100.000, giá bản lề 100k nhá. 100k cho một con giá bản lề như này. Hàng này thì rất là tiện ích luôn. Đây nhá, nó là cái giá đỡ như này các bác này. Đấy, hàng thì bằng thép trắng, không gỉ, rất là dày dẫn và chắc chắn. Và con này thì nó rất là tiện ích luôn, 100.000 một đôi như này nhá, một đôi như này. Đấy. Thì các bác cứ đưa vào là mình đóng mở là nó sẽ đẩy ra thôi. Cái này thì nó khá là cứng, nhưng mà khi các bác bắt vít vào thì nó sẽ đẩy ra rất là dễ dàng. Đấy. Nó sẽ đẩy ra, nó có một cái con lẫy ở đây các bác này, nó có con lẫy ở đây. Đấy, đây các bác này. Đấy, khi các bác đẩy ra thì nó sẽ sập vào nhá. Còn khi mình chỉ cần ấn xuống như này là mình gập vào thôi. Đó, còn khi đẩy ra thì mình chỉ cần giật này nó sẽ đẩy ra này. Đấy, giật này nó sẽ đẩy ra. Đó. Thì các bác bắt này chưa? Còn khi mình đẩy xuống thì mình chỉ cần bóp cái này là nó sẽ đẩy xuống này. Đấy, bóp này đẩy xuống. Còn khi giật lên thì mình ấy này nó sẽ giật lên. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 một đôi như này thôi. 100.000 cho một đôi giá đỡ bản lề như này nhá. 100k. Đấy. Vừa nãy thì em cũng có cái video lắp đặt thực tế cho các bác xem nhá. Lắp đặt thực tế cho các bác xem và nó cũng có ốc vít, ốc viếc hẳn hoi đầy đủ. Combo trọn bộ cho các bác luôn. Nên là về nhà các bác cũng không phải mua đi thêm ốc nữa, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái nối nhanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là nối nhanh. Cái này thì các bác lên cho em là cút nối điện nhá, cút nối điện. Con này thì bên em sẽ bán là lẻ là 10.000 một chiếc. Về nhà các bác chỉ cần cho hai đầu âm dương vào đây. Sau đó thì mình sập vào là xong. Hàng này của nó thì kết nối cực kỳ là tốt luôn. Đấy, cho hai đầu âm dương vào đây sập vào cho em là xong. Đó, rất tiện ích này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 75.000 một chục, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá, cút nối điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ vật cầu lông nhá, bộ vật cầu lông như này. Đấy, bộ vật cầu lông như này. Giá sẽ là 120.000 một bộ. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật và dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đấy, có kèm cho các bác là ba quả cầu luôn nhá, ba quả cầu như này. Đấy, một bộ vợt ba quả cầu như này, 120.000, giá siêu rẻ siêu tốt cho bác luôn. Một bộ vợt ba quả cầu luôn. Đấy, một bộ vợt thế này bao gồm một đôi nhá. Đấy, một đôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật. Dây cước các thứ cực kỳ là căng luôn. Đấy. Và con này thì nói chung là các bác dùng cho trẻ em các thứ vui chơi, hoặc các bác vui chơi thì rất là thoải mái nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ dùng vui chơi thôi chứ không thể dùng thi đấu được đâu các bác nhá. Đấy, thì cái giá của nó cũng khá là hợp lý. Hàng dân dụng, hàng của Nhật, hàng dân dụng thì các bác dùng cũng rất là ok. Đấy, chất lượng của nó thì dùng cũng rất là ok, thoải mái thôi. Dùng vài ba năm không có vấn đề gì. Nên cho em là vật cầu lông nhá. Giá của nó sẽ là 120k, bao gồm là cả một bộ vật và ba quả cầu luôn. Tiếp theo thì lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng của Nhật và của Hàn. Đấy, có hai mẫu của Nhật và của Hàn như này. Đấy, có hai mẫu cho các bác luôn, một mẫu của Nhật và mẫu của Hàn nhá. Mẫu của Nhật này thì sẽ là cái dòng là chuyên trị chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng, hàng made in Japan. Con này thì giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k cho một lọ kem đánh răng Nhật như này, 70.000. Đấy, còn kem đánh răng Hàn Quốc thì dòng này thì chuyên làm trắng răng nhá, chuyên làm trắng răng. Con này thì dung tích của nó là 120g và giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho lọ kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng made in Korea. Đây. Đấy, đây các bạn này, made in Korea, hàng của Hàn Quốc hẳn hoi. Đấy, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Còn con này thì giá của nó sẽ là hàng made in Japan, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹp quần áo như này nhá. Bên em bán theo vỉ như này. Đấy, lên cho em là kẹp quần áo nhá, kẹp quần áo này. Đấy, kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k trên một vỉ như này, bao gồm là 20 cái nhá, 30k trên một vỉ, 20 cái. Kẹp rất là chặt luôn các bác này, kẹp rất là chặt luôn thì các bác dùng để mình kẹp quần áo, kẹp đồ để khi mình phơi thì nó sẽ chống bay rất là tốt luôn nhá. Lên mã giúp cho em là kẹp quần áo, giá sẽ là 30k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Đấy, viên giặt xả thì nó sẽ là lô này thì nó lại về hàng túi như này, hàng túi như này chứ không còn cái hộp như ngày trước nữa. Đấy, nhưng mà nó cũng đầy đủ combo cho bác luôn, cả giặt cả xả luôn nhá. Đấy, viên giặt xả như này nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ sạch và thơm luôn. Lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả một túi như này thì giá sẽ là
các bác lên cho em là viên giặt xả. Hôm trước thì cái lô nó về là hàng hộp thì hết rồi, đợt này nó lại về hàng túi như này nhá. Đấy, và giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k cho một túi như này các bác này. Đấy, thì con này của nó là 5 trong 1 luôn. Đấy, giặt sạch rồi tẩy thơm đây. Một viên này nó sẽ là 5 loại như này này. 1, 2, 3, 4, 5, 5 loại như này. Giặt sạch, tẩy thơm các kiểu con là điều luôn. Đây. Đấy, 5 trong 1 các bác này. Đấy, mẫu mới, hàng của Nhật. Made in Japan, 5 trong 1 luôn. Giặt thì cực kỳ sạch và thơm nhá. Đấy, một cái bịch như này là nó giặt được là một viên như này, một túi như này là giặt được 3kg quần áo các bác này, 3kg quần áo. Đấy, đây, thì nó tính là một như này là giặt được 3 cân quần áo luôn, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng. Tiện, các bác chỉ cần ném trực tiếp vào trong mà ngăn ra ném trực tiếp vào cho em là xong, không phải đổ để gì mất công nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả nhá, viên giặt xả giá sẽ là 55.000 cho một túi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu Thái Lan nhá, dầu gội đầu Thái Lan 80.000 cho một lọ như này, 80.000 cho một lọ như này các bác này, 80.000 cho một lọ này thì dung tích của nó là 450ml các bác nhá, 450ml gần nửa lít, có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy, đều là hàng của thương hiệu Clear, giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy, lên cho em là dầu gội đầu Thái Lan, giá sẽ là 80.000. Đấy, hàng của Thái Lan các bác này, đây, Bangkok Thái Lan các bác nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Dầu gội đầu Clear của Thái Lan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm nhá, xịt nhà tắm. Đấy, nhà tắm nhà các bác bị bẩn bong chốc ố vàng các bác. Lắc đều lên cho em. Lắc đầu sau nó xịt như này. Đấy. Và nó sẽ là cái dạng bọt tuyết như này các bác này. Nó là cái dạng bọt tuyết như này thì là các bác cứ để một lúc sau đó thì mình đánh kỳ cọ đi là nó sẽ sạch. Và cái này thì nó thơm nhá, hương chanh rất là thơm luôn. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k cho một chai xịt bọt tuyết như này. 45.000 các bác nhá. Đấy, 45.000 cho một chai xịt bọt tuyết như này, xịt nhà tắm nhà vệ sinh như này nhá. Rất sạch thơm luôn. Đó, tiếp theo thì bác lên luôn. Tiếp theo thì bên em về cho bác sản phẩm đó là cái khay bộ ba hũ gia vị nhá. Bộ ba hũ gia vị, bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc như này. Chất liệu bằng nhựa nguyên sinh, bền đẹp chắc chắn, hàng nhựa chất lượng cao. Đấy, an toàn với sức khỏe cộng đồng các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện nhá. Tay trái mình bấm này, tay phải mình xúc này. Đấy, thì không cần phải các bác phải động tay và nó mất công, bẩn thỉu. Nó rất sạch sẽ luôn. Combo cho các bác một bộ ba cái như này giá chỉ có 60k thôi. Đấy, bộ ba hũ gia vị nhá, 60k, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn ngủ đuổi muỗi, vừa là đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, cắm vào, bật lên cho em là xong. Đấy, cảm biến nhá, có cảm biến. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đấy, 40k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này nhá. Đấy. 45.000, 45k đó, 45k cho con đèn ngủ đuổi muỗi nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải đánh răng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này thì hàng của Nhật, chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá chỉ có 25k thôi, 25k nhé, 25k. Đã được hội y khoa của Nhật chứng nhận đây. Chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng 25.000, 6 cái bàn chải 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giá không thể tin nổi luôn, đó nhá. Đó, rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp. Con này thì nó sẽ có cái phần này, nó có thể gấp gọn vào được như này. Công suất của nó sẽ là 10A 250V và 2500W. Con này mắc của nó là 2500W, cực kỳ lớn luôn. Thì nó rất là tiện ích, khi mà các bác dùng thì mình sẽ cắm vào, sau đó thì mình có thể là gấp gọn vào như này. Đấy, thì các bác ví dụ như là kê vào các cái vị trí như là bàn ghế này hoặc là các cái vị trí khác thì các bác có thể cắm vào này. Đấy, cắm vào cho em, cắm vào như này. Đấy, cắm vào như này thì các bác gấp gọn mà được, nó rất là gọn nhá. Và nó thì một ổ này của nó sẽ có là 3 chân này, 1 2 3 chân. Đấy, các cái phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết, 3 chân kết nối đều bằng đồng hết, thì con này dùng rất là tiện này các bác này. Đấy, và giá thì giá thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Đây, ví dụ các bác muốn tăng ổ lên nhá, các bác muốn tăng ổ lên cho em này. Đấy, hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ví dụ các bác muốn tăng ổ lên thì các bác có thể cắm vào như này cho em này. Đấy, cắm vào này cho em. Thì 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3 tức là các bác sẽ có 6 ổ này, và các bác có thể điều chỉnh như này. Đấy, có thể điều chỉnh như này. Đấy, có thể gập lên gập xuống tùy theo. Đấy, mình để mình sử dụng nhá. Và cắm được rất nhiều ổ luôn. Đó. Còn bình thường thì các bác cứ dùng một ổ một cho em, một ổ một cho em. Thì mình dùng nó rất là tiện.
Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá, ổ điện gấp. Con này thì bên em bán giá thanh lý cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá này là giá thanh lý rất là tốt luôn nhá. Lên cho em là ổ điện gấp này, ổ điện gấp. Ổ điện gấp giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k cho một cái như này luôn. 15.000 cho một cái như này và mua từ 3 cái thì sẽ là bằng 50k, à 3 cái là bằng 40.000 nhá. 3 cái là bằng 40.000. Đấy, giá rất rẻ luôn. 40.000 cho 3 chiếc và các bác mua một chiếc thì sẽ là 15k nhá. Đấy, ổ điện gấp 15.000 một chiếc như này và giá sẽ là 40.000 cho 3 chiếc ổ điện gấp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao chặt này. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật này con này. Đấy, thép SK5 nhá, thép SK5 sáng bóng, hàng made in Japan. Đấy, made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 và bao ship nhá. 230k và bao ship cho con dao chặt 1 cân như này. Con này hàng 1 cân nhá. Các bác dùng thì cực kỳ là đã luôn. Hàng của nó là nặng tới 1 cân luôn. Đấy. Dày của nó vào khoảng 5-7 ly. Đấy, hàng liền thân như này, chặt xương trâu xương bò, chặt gà chặt cá ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao Thái Vân gỗ nhá. Đây. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi. Hàng made in Japan, chiều dài của nó là 30cm, đúc liền thân khâu đầu khâu đuôi như này. Lên cho em là dao Thái Vân gỗ, hàng siêu bén luôn. Đây. Đấy, dọc cả dây bóng như này là các bác biết độ bén của dao rồi. Dọc cả dây bóng này là khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đấy. Riêng dây bóng mà đã dọc được như này thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, dọc dây bóng các bác này. Đấy. Dọc dây bóng thì khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Dao siêu bén luôn. Đây các bác này, dao rất bén luôn. Hàng thì siêu sắc bén nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Vân gỗ nhá. Đấy, dao Thái Vân gỗ. Dao Thái Vân gỗ này. Đấy. Dao Thái Vân gỗ. Thái Vân gỗ. Giá sẽ là 120k. Giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho con dao Thái Vân gỗ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Giá thì chỉ có cho các bác là 200.000 và bao ship cho bác cho một con đồng hồ hộp đen như này. 200k bao ship. Có kèm sẵn cho các bác là một cái vít và một viên pin luôn. Kèm sẵn một vít, một pin. Đấy, về nhà các bác dùng hết pin thì thay tháo pin cho em. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là hàng chạy pin nhá. Hàng chạy pin. Đấy, con này hàng chạy pin. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ hộp đen như này. Đấy. Màu thì sẽ là màu vàng mà em lên nó là đồng hồ hộp đen nhá. Đồng hồ hộp đen. Đó, rất đẹp luôn. Có lịch liếc đàng hoàng nhá. Có lịch liếc đàng hoàng. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. 200.000 và bao ship cho một con đồng hồ hộp đen như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Thép mạ vàng 18 carat không gì nhá. Thép mạ vàng 18 carat không gì. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá đây, đồng hồ hộp đen này. Đồng hồ hộp đen 200.000. 200.000 con đồng hồ hộp đen như này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái con đồng hồ đó là con đồng hồ thể thao nhá. Đấy, con đồng hồ thể thao như này. Con này thì nó sẽ là cực kỳ chất thể thao luôn các bác này. Cực kỳ chất thể thao luôn. Đó, có đèn sáng này. Có đèn sáng các bác này. Đấy, đeo vào cực kỳ hàm hố luôn. Rất đẹp các bác này. Đeo vào rất đẹp luôn. Sportwatch này, đồng hồ thể thao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bác lên cho em là đồng hồ thể thao nhá. Đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k thôi. Giá siêu rẻ luôn, không ngờ một con đồng hồ đẹp như này. Đấy, 80.000. Đấy, một con đồng hồ đẹp chất lượng hàm hố như này nhá, mà giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ hàm hố luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. 80k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con chim này. Đấy, con chim thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, nó sẽ là dòng một con này. Đấy, nó sẽ là dòng một con như này. Và nó sẽ có cho các bác là dòng một con nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng một con và có sẵn cho các bác là cả dòng hai con luôn. Đấy. Các bác không dùng thì các bác tắt pin đi cho em. Đấy, bật lên này, rất là tiện luôn. Đó, chim hót. Con này thì nó đang bị yếu pin nhá. Đang bị yếu pin rồi các bác này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là dòng hai con như này. Con hai con này thì đấy, tất cả nó đều lúc lắc được như này hết nhá. Đấy, lúc lắc được như này hết này. Đấy, lúc lắc như này hết nhá. Đấy. Các bác cứ động như này là nó sẽ dục chuyển và nó sẽ hót này, rất là hay luôn. Đấy, cái hộp này thì các bác có thể đựng tăm và bỏ thêm cả tăm vào đây nhá. Hộp đựng tăm này rất là tiện luôn, các bác có thể để trên bàn, vừa trang trí vừa đựng tăm này, vừa làm vừa là đựng tăm vừa là nghe chim hót luôn, rất là hay. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chim 1 và chim 2 nhá. Chim 2 giá sẽ là 220.000 và bao ship, còn chim 1 thì sẽ là 150.000. Đấy, cái hai con này sẽ là 220.000 và bao ship nhá. Đó, còn con một con thì giá của nó sẽ là
Còn một con này thì giá của nó sẽ là 150.000 thôi nhá, 150.000. Đấy. Con này nó đang bị yếu pin rồi. Đấy, còn các bác về các bác lắp pin vào là nó sẽ lại chuyển động như bình thường rồi các bác nhá. Đấy, con này nó đang bị yếu pin. Đấy. Rồi ok.